Rồi mắt cần đi vào sai line đi mọi người ơi. Ý là anh cái đơn này là hồi nào á, hiểu không? Dạ anh ý là sao cách không lấy á. Rồi sai line nhiệt tình giùm em luôn mọi người ơi. Sao hôm nay nó hơi bị mệt mệt con người người ta. Anh có gì đó đó không? Anh đừng có gì đó không? Đơn chị nào mà đã chốt đơn rồi là đi rồi nha mấy chị nha. Rồi mấy tình yêu vật xa like cho em đi hả? Ủa chị đặt qua chị. Ý là chị đặt hai màu gì đó. Ủa chị màu xám là đất thương chất luôn á chị. Đặt hai cái áo khoác nói là không giống màu nên là lấy một cái. Làm gì không giống màu. Vô cái nào lên thì ra cái đó chứ. Ý là bây giờ lấy một cái có 69 ngàn cái hả? Trời có 69 ngàn thì mang cái gì xíu không được. Ý là anh ơi đợi em chút nói chuyện với chị Nhi đã. Chị nói với chị đây. Sao chị bây giờ kêu không kêu kêu ốc phát mang ở nhà. Anh đưa máy chị đó cho em đi anh. Em nói nhỏ nhẹ thôi. Người ta vô nhà luôn rồi, người ta không có chạy luôn. Lấy được một cái thì được. Vô nhà thì cây bá ra, bây giờ có lấy một cái thì cũng phải cây bá ra chứ. Đúng không? Anh thì anh kêu chị ra cho em nói chuyện xong đó anh. Ủa chứ lấy cá rồi ông ba vô hay gì? Alo. Cái gì mà tắt cười ghê. Chị, anh vô trong đó anh kêu chị đó ra giùm em để em giải quyết cái này chứ. Anh chưa giải quyết xong mà chị đi vô làm rồi áo thông mang không có bán nha mọi người nha. Áo thông mang không bán đâu mấy chế ơi. Rồi mấy tình yêu vừa xa la nhiệt tình giùm em ha. Kim bài đi em. Thì em là anh đưa máy đi đó đi. Em nói chuyện với chị đã. Rồi mấy chị và tương tác xe hoa nhiệt tình giùm em đi mọi người ơi. Áo thì em có nhiều kiểu lắm mấy chị. Kiểu lung tung tùm lum la đó mà áo em đông mai không có bán hết đâu rồi. Hả? Tương tác xe hoa nhiệt tình giùm em xíu nha. Rồi lên mấy chị luôn một riêng quá thái đầu like đi mấy chị tương tác. Rồi em xe mấy chị luôn 69 ngàn thôi mọi người. Nha. 69 ngàn cho em thôi mấy chị, 69 ngàn. Chị nói là chị không thích, bây giờ chị trả lại hai cái luôn. 69 ngàn cho em nha, lấy một cái đi. Dạ rồi, vậy lấy một cái đi, đặt xem cái mã bằng ơn đi. 69 ngàn mà làm như là... Tên gì vậy? Rồi, xe like mạnh tay chưa mấy chế ơi? Sao bữa nay em quạo trong người ghê luôn mấy chị. Người nó có mệt sao quá trời. Rồi còn gì? Rồi còn gì xả nấy nha mọi người ha, tương tác luôn giùm em nha mấy chị. Rồi mà bộ múa thái mấy chị quần vô tiếp luôn. Em bán cho mấy chị luôn 69 ngàn thôi mấy chị. Riêng bộ này em cho mấy chị kiểm tra hàng luôn. Không đẹp là không lấy tiền luôn nha mấy chế ha. Không đẹp không lấy tiền giùm em luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là ngố xanh 69 kèm số thỏi trong đơn cho em nha. Rồi lên cho em luôn màu cam nè. Trời ơi em quạo mấy chị mua hàng gọi điện thoại chút đó không được ghê luôn á. Bật hết cái lòng rồi. Bật bộ giả mang luôn. Trời ơi màu cam xuất sắc luôn mấy chị. 69 ngàn cho em. Rồi cam cho em luôn 69 ngàn nha mấy chị. Dưới 55-56kg. Đặt hàng mấy chị vui lòng lên số điện thoại luôn cho em nha. Sao đeo khẩu trang rồi chị? Em mới để bụng về mệt mỏi quá. Đau hết mồm hết mặt em lên rồi đây. Chán chẳng muốn nói luôn. Rồi mấy tình yêu và xa la nhiệt tình cho em chưa nha mọi người ơi.
Rồi cái bộ này mấy chị, nhìn cái bộ ngố này em nói thiệt với mấy chế luôn, nhận hàng mà 69 ngàn, em nói thiệt với mọi người luôn là kêu bà đã bán quá rẻ luôn mấy chị. 69 ngàn một em ngố như thế này thôi, nó mềm mà nó rẻ ơi là rẻ luôn á, 69 ngàn mấy chị nha. Rồi qua cho em luôn là nu 69 nè, chị nào lấy nu chút nu nè, 69 ngàn, không đẹp không lấy tiền mấy mấy chị, mua hàng được xem hàng luôn em mấy chị cứ yên tâm cho em. Em nói thiệt, một câu không đẹp không lấy tiền, liên hệ đây cho chị. Rồi nu 69 với 55 ký kèm phối chút đơn, nu 69 nha mấy chị nha. Hôm nay lên trễ mấy chị ơi, hôm nay lên trễ nên là còn gì là em sẽ đi ăn và bù cái đó cho mấy tình yêu nhá. Rồi đặt hàng lên số liền nè, chị đi mệt quá. Ngố xanh cho Mỹ Nguyên, ngố cam cho Võ Tinh, ngố cam cho Hoa Hồng. Đặt hàng lên số liền cho em nha mọi người ơi, đặt hàng kèm số thợ luôn em đi mấy chị. Rồi giờ mệt rồi mấy chế ơi, không có nhạt nhơ gì nó hết mệt quá đi. Rồi lên cho em luôn là nu 69 nè, nu 69 với 55 ký, nu áo thun này, áo khoác này, trâu baby, áo kiểu này bên em đều có luôn. Hôm nay em xả 30-40 ngàn cho mấy chị thôi, đợi trong cái like này cho em đi mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn là nu 69 nè, nu 69 với 55 ký mấy chị, màu xanh nè, chế nào lấy xanh chút xanh, riêng cái màu xanh này là lên cực kỳ trắng da luôn, 69 ngàn. Mua hàng shop nhanh nha mấy chị, hôm nay sale cực phẩm luôn, mà còn rẻ mà còn đẹp nữa, mà được xem hàng nữa nên mấy chị yên tâm cho em ha. Mua hàng được xem hàng mà được giá rẻ nữa nên mấy chị yên tâm nha mọi người nha. Mua lần 1 sẽ có lần 2, lần 3, em nói thiệt luôn. Đấy à, share like nhiệt tình cho em nha mọi người. Rồi tiếp dùm em luôn đen nè, đen huyền thoại nha mấy chị, mang sướng luôn á. Đen này chị nào đây, đen chút đen 69 nè. Màu đen thì thôi VIP nhất rồi đúng không? Lưu cho đâu chị? Đen 69, chút đen 69 cho em luôn. Xanh cho bơ bơ. Phần thì bây giờ phần mềm nó đang bị lỗi, không chốt đơn được nữa chứ. Trời ơi, bao việc quạo, hết quạo luôn mấy chứ thôi. Rồi tiếp dùm em luôn trắng 69 nha mấy chị, chốt đơn hai cái bất kỳ đi đơn dùm em. Rồi còn những chị nào mà đặt hàng cho vui mà gọi máy, hoài không nghe máy nữa chứ. Trời ơi là trời. Trời ơi, nhiều việc nó áp lực lắm luôn mấy chị, phải buôn bán mà nó sướng đâu, thiệt luôn á. Bao nhiêu công sức của mình bỏ ra nha mọi người, mà tới lúc chốt đơn gọi hoài không nghe máy mấy chị ạ. Thì không biết làm sao luôn. Rồi trắng 69 giùm em này, chút liền kèm số đi mấy chị ơi. Trắng 69 kèm số giùm em. Cái cảm giác mà like xong mà, like xong mà gọi chút đơn không được mấy chị. Trời ơi em tức cái lòng ngực không chịu nổi. Đơn chị nào chốt rồi là đi rồi giùm em nha mấy chị, đi đơn sau nha. Rồi cái màu cam này mấy chị ơi, đẹp dã man luôn. Rồi ghé lấy là không có gọi nha chị, ghé lấy là tự động ghé lấy giùm em chứ không có gọi nha. Đó 69 ngàn mấy chế ơi, bộ này 100-101.2 giờ bán 69 ngàn cho mấy chị. Hôm nay là không được vui đăng quạo nữa mấy chế ơi, ra đơn hầm hầm đi cho em đỡ bực bội coi. Muốn cam cho Như Ý Trần, Như Ý Trần muốn bơ bơ lên số em đi chị ơi. Có kem tẩy lông châm với tẩy chị không? Có luôn, lấy chị một cái vết tẩy lông chỗ này luôn mẹ ơi. Đặt hàng lên số liền nha, chế nào đi nu chút thêm nu nè, quốc hai bộ hai màu về mang mấy chế, 69 ngàn à. Đó đồ mình mang nó rẻ ồn luôn mấy chị, mua về mang mấy cái đồ mấy ông đàn ông á, trời tôi nói một bộ đồ mà 500-700 ngàn nè, đồ gì mà mình mang vậy có 69 ngàn mà rẻ quá trời rẻ luôn. Trắng cho Hoa Hồng, vừa trắng vừa hồng hoa, vừa rẻ vừa đẹp, đu cho Lan Phương, vừa rẻ vừa đẹp mà có 69 ngàn, bên em nghe sale nữa chứ. Đó 69 ngàn nhanh tay giùm em nha mấy ché ơi. Chị Như Ý Trần với lại chị Đăng Chí lên số đi chị. Rồi nu nè, trắng nè, chốt liền ha, 69 ngàn. Đặt hàng lên số liền cho em, đặt hàng lên số, ghé tỉnh như cũng lên số nha. Rồi lên cho em luôn màu xanh, trời ơi xanh bơ đẹp nó thiệt cho mấy chế nha, lên cực kỳ trắng da. Riêng hồng hoa lên số đi chị, xanh này cực kỳ trắng da luôn, ai nó xanh chút xanh hết cam luôn nè nè, cam cho Hà Kim đó rồi. Đen với nâu ok chứ đẹp nè, một đen một nâu nè. Rồi ok, rồi lên bơ, em còn bơ với trắng nha. Nâu cho Danh Đặng, trắng cho Thủy Đinh, trắng cho chị dục ra đi chứ sao thấy cam cho Hà Kim. Rồi đen nâu cho Nguyễn Hăng. Rồi từ Ngân, hết nu, hết nu, hết nu nha mấy chị ơi. Rồi bơ này, một bờ bơ cho chị Gia Huy Phan nè. Rồi em còn bơ với trắng, cái cục này còn không, cái cục này còn không?
cái cục hàng này còn không biết được. Tôi thấy chẳng lộn xộn hết luôn rồi. Rồi ai lấy bơ chút bơ mấy chị ơi, em còn bơ với trắng nè mấy chế ơi, còn bơ với trắng nha, hết đen rồi mấy chị đợi xíu qua mẫu ngố khác. Trời ơi, ngố hôm nay em bán 69 ngàn, nhận hàng được xem hàng mấy chị yên tâm giùm em đi đấy. Rồi lấy trắng chút trắng mấy chị ơi, lấy xanh chút xanh nha, 69 ngàn cho em nha. Ngố bơ chị vô tình gói chưa ta, bơ cho chị vô tình nè, bơ cho chiên trần nè, rồi còn hai bộ trắng nè, chị nào lấy trắng chút trắng nè. Ai lấy trắng lúc trắng giùm em mấy chế ơi. Trời ơi áo trắng quần đen đẹp lắm. Ngố nào không có túi nha mấy chị. Ngố nào không có túi mà chắc cực kỳ đẹp luôn. Em có thể em bán 69 ngàn là bán thiệt luôn á. Bán trên cho gọi là thỏa mãn con người hay gì đó mấy chị. Không lời luôn á. Rồi em còn trắng 69 kèm số mẫu chút đơn giùm em nha. Tiếp tục nè. Qua mẫu khác nè mấy chị. Hà Kim có một bộ xanh thêm một trắng. Thêm một trắng cho Hồng Hoa nè. Rồi em còn bộ trắng mấy chị ơi. Đưa chị ghế đó thôi. Em còn một bộ trắng sau lưng em. Em còn một bộ trắng duy nhất. Ai lấy thêm trắng thì chút trắng 69 nha. Tiếp qua nè. Vải đẹp lắm, 69 ngàn. Xuất sắc luôn. Rồi chế chị nào hồi nãy hỏi vết tẩy lông ta. Tẩy lông body nè, tẩy lông tay chân nè, tẩy lông nách nè. Nói chung là có lông chỗ nào mấy chị tẩy lông chỗ đó được cho em 50 ngàn tiếp. Chị nào lấy tẩy lông chút, tẩy lông 50 kèm số điện thoại chút đơn. Nhưng em muốn tẩy lông chỗ nào mấy chị tẩy chỗ đó cho mấy chị. Bôi lên 15-21 xong rồi lấy cái này. Cạo nhẹ xua cho em là ok thôi mấy chị. Xài kem body cho nó trắng. Lông nhiều quá xài kem body nó không có thấm nào nha. Rồi lên cho em mấy chị. Tẩy lông 50 kèm số điện thoại chút đơn cho em quần đông mang hết rồi chị ơi. Rồi trắng cho khăn lê luôn rồi hết mẫu nè. Qua tiếp nè mọi người. Trời ơi cái hồng này dễ thương chưa. Nãy giờ đâu có hồng đúng không. Rồi lên cho em luôn là hồng 69 với 55 nó 6kg mọi người. Thiệt bộ ngối và 69 nhằm vào vải đúng đẹp luôn. Hồng 69 với 55kg quần chỉ tắt hết rồi. Tẩy lông cho Bảo Khánh ok chế luôn. Rồi lên cho em luôn là trắng 69 áo đông mang bán chị ơi. Cái nào em cầm lên tay thì cái đó em bán nha. Rồi trắng 69 với 55kg chút liền mã trắng cho em. Cái này cute mà dễ thương quá trời luôn mấy chị con thỏ nè. Trắng 69. Hồi nãy chị nào chưa chốt được mã kia thì mình qua cái mẫu khác cho em nha. Rất là nhiều mẫu. Rồi lên cho em luôn là đen 69 nè. Đen 69 với 55kg chút mà đen 69. Vải đẹp đó em nói thiệt mà. Mấy chị mua thử đi lòng tin cho em nghe một lần thôi. Lần sau mấy chị qua lại chắc chắn luôn. Giá rẻ mấy chị mà hàng chất lượng em nói thiệt á. Rồi tẩy lông cho Huỳnh Yến nắm luôn. Ok chị lên xám luôn 69. Có tẩy thế rồi chết cho mà không có luôn. Hồng Hoa với lại da Huy pha lên số đi chị. Lấy cho chị cái tẩy tế vào chiếc body chứ mặt luôn cho chị đi em. Danh đặng lên số luôn chị ơi. Danh đặng ra. Rồi tẩy lông luôn cho Nhi Nguyễn, tẩy lông cho Hà Kim, đặt hàng lên số thoại chút đơn nha. Rồi chị nào lấy xám chút giùm em luôn, mã xám 69 nè. Hồng, Hồng Hoa đặt hàng lên số giùm luôn, Hồng Hoa có đơn chưa? Rồi hồng cho chị Hồng Hoa luôn. Dễ thương chưa, cái mẫu này cưng quá trời luôn, màu xám màu mới nè. Màu xám này mấy chị dễ mang lắm, ai mang cũng được. Ừ cũng được em. Lấy cái mặt nữa. Rồi trắng vịt ok. Trắng vịt. Ủa cái này con vịt hay con gì? Ủa trắng vịt nằm ở số 9 vậy bà. Cái mờ nhỏ nhỏ cái nhỏ cái này con thỏ mà. Cái này con thỏ mà bà ơi. Đen cho Thu Hằng. Đen xám đúng không? 69 ngàn mấy chị chốt liền đi. Đen xám 69 hai bộ. Rồi chị mài đá vẫn đẹp ok đó. Mình mua nhiều lần rồi cảm ơn chị nha. Rồi chị nói lấy xám mấy chút xám nè. Xám 69 với 55kg chút mã xám 69 dùm em ha. Màu xám dễ mang lắm mấy chị ơi. Dễ mang cực kỳ luôn á. Rồi bộ xám của Hồng cho Kim Ngọc lên số đi chị. Một xám một hồng cho Kim Ngọc nè. 69 ngàn bộ nạ gì mà không mua mấy chị em nói thiệt luôn á trời. Xám vải đẹp lắm á. Ê đưa đưa cái bộ đó ra. Sai rồi sai quá. Cái này hả? Ừ không phải. Sai rồi sai rồi. Không dục màu gì rồi ta. Nãy màu xám với màu đen. Đây nè. Hồng này bộ vô hồng nè. Rồi đợi em xíu nha. Một hồng một xám đi cho Kim Ngọc đúng không?
mua sắm. Đâu cái gì đây nè, nó là cho thu hàng, cậu này chưa đi tới, đang đi nói là đồ sắm chị Hà Kim. Rồi em còn trắng, em còn trắng với em còn trắng với đen nha, chị nào lấy chốt nè. Rồi em còn trắng với đen số 9.000 bộ gốm với chị. Rồi đen nè, đem một bộ cho Nhi Nguyễn nè, hết đen luôn với chị qua trắng. Rồi em còn 3 bộ trắng, chị nào lấy trắng chút trắng bóp thêm ngố lại đây cho chị luôn. Rồi đi trắng chút trắng số 9 với chị, bán ngố trước rồi qua bán áo kiểu sau nha. Áo kiểu bán vài chục thôi. Khẩu trang đang mang rồi chị, một set 50 cái 69.000. Quần nông bông còn chị ơi, còn 2-3 cái gì đó. Rồi chốt trắng số 9 với 55kg với chị. Trắng số 9 55kg còn 2 cái nha, mã trắng số 9. Tiếp nào lấy vết tẩy lông nữa thì chốt thêm nha. Tẩy lông 50 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em. Đặt hàng nhớ lên luôn số điện thoại, có lông chỗ nào là tẩy lông chỗ đó được luôn nha quý vị nha. Nguyễn lên số đi chị, Kim Ngọc lên số đi chị. Rồi tẩy lông qua tẩy lông cho em đi mấy chị. Rồi lên tiếp một siêu phẩm gấu nè. Ôi gấu trắng gấu đen phải này đẹp đó. Áo thun giấy có luôn nè. Trời ơi thun giấy Zara đúng không. Rồi lên mở gấu này cho em luôn mấy chị, 69. Gấu trắng 69. Ủa không phải cái này bộ đùi rồi cha ơi. Ô bộ đùi nè. Rồi bộ đùi này bán cho mấy chị luôn mấy chị. Bộ đùi bộ đùi 60 thôi. Nghe Nguyễn lên số đi chị. Bộ đùi phun rộng này em bán cho mấy chị 60 thôi. Chốt giùm em luôn là trắng 60 đi. Trắng 60 nha mấy chị ha, áo phun rộng quần thoải mái nè. Rồi trắng cho em luôn 60. Trắng 60 với 55kg, 57kg thì mang được. Giang Thiên Phan lên số đi chị. Trắng 60 giùm em mấy chị. Rồi lên cho em luôn là đen 60 nè. Bộ đùi mặc nhà mấy chị ha, áo phông quần đẹp lắm, mang cực kỳ thoải mái luôn. Rồi chị nào lấy đen chút đen 60 với 57kg ha. Đen 60, trắng 60, bầu bí hay bôn keo ở nhà gì cũng được hết trơn đó mấy chị. Bộ này là cái phông là áo phông rộng, nên là mấy chị mang cực kỳ thoải mái cho em luôn. Đó. Xe like nhiệt tình nha, chia sẻ like cho em nha. Trời ơi bán quá rẻ luôn mấy chị ơi. Rồi mã trắng 60 với 57kg cho em. Đen 60 với 57kg luôn ha, chị nào lấy thì chốt thêm nha. Chốt đơn bất kỳ hai sản phẩm là bên em đi đơn rồi. Đen trắng 60 kèm số mấy chị. Gia Thiên Phan lên số đi chị. Rồi tiếp tục cho mọi người luôn. Một ly ngố này đẹp lắm, có một cục duy nhất thôi. Một cục duy nhất thôi mấy chị nha. Rồi chốt giùm em luôn là hồng 69 nè. Trời ơi nhìn cái phun quần này quá đã luôn mấy chị, cực kỳ đã luôn. Rồi hồng cho em luôn 69 nha mấy chị ha. Đó tem mặt thái mấy chị xuất sắc. Rồi hồng 69 với 55kg mấy chị toàn bộ nè. Trắng 60 cho Bảo Khánh. Trắng đen 60 kèm số nội chút đơn cho em. Rồi qua cho em luôn mấy chị, đen luôn nha, Nguyễn 60 nè. Rồi nu cho em luôn 69 với 55kg mấy chị. Đen luôn cho chị Ken Lì. Bảo Thắng lên số đi chị. Rồi qua cho em nhi luôn cái bộ ngố siêu phẩm này đi mấy chị. Nu 69 có ri thôi nha. Thế là phùng bên trước thì có chứ có cục à. Một hộp của Trang đang mang có màu trắng thôi chị, không có màu gì đâu. Rồi nu cho em luôn 69 với 55kg mấy chị ơi, nu 69. Khẩu trang đang mang tại em có một màu xám thôi, 50 cái 69.000, mang nói đồ thở hay là rất là thoải mái không mấy chị, không có bị bó vật gò hay là bị cắn gì hết nha. Đấy. Rồi trắng cho em luôn 69 mấy chị ơi, trắng 69. Dạ thì Phan có ảnh lên số đi chị. Trắng 69 với 55kg chút mã trắng cho em, vải ngố đẹp dã man luôn mấy chị ơi, thật sự luôn á, một câu là nó quá đẹp. Trời ơi, nu có bộ à. Nu có một bộ duy nhất thôi. Mẫu vừa like hai bộ, một đen một trắng. Đùi đúng không chị? Cỏ úa lên số giùm em nè. Bộ đùi đúng không? Lên số chị. Một đen một trắng bộ đùi nè. Cỏ úa lên số liền cho em luôn. Đặt hàng mới cố gắng mấy chị lên số liền cho em trốn nha. Rồi ai lấy trắng chút trắng 69 mấy chị với 55-56kg. Vải cực đẹp. Nguyên bộ ngố lẫn mà có 69.000 thôi đó mấy chị. Trắng 69. Ngố đùi em còn, trắng số 9 tiếp Nga lấy chị ngố đùi lại đây luôn em ơi. Rồi qua cho em luôn là xám 69, trời ơi cái màu xám chuột này đẹp chưa. Rồi xám cho em luôn 69, ngố đùi 53366. Nu 69 em hết rồi chị ơi, qua xám thì xám có một bộ à, xám 69 nè. Rồi lên cho em luôn là xám 69 nha mấy chị, mã xám. Xám 69 với 55-56kg, rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi hồng.
Rồi Hồng cho em luôn 69 ha. Ai lấy Hồng chút Hồng giùm em bộ ngố đi mấy chơ, đẹp lắm. Mang nhức nách luôn. Phải đẹp nữa. Rồi Hồng 69 với 55kg ha. Chút mở Hồng 69 nha. Màu hồng, màu xám với màu trắng chị nguyên bộ ngố 69 ngàn à. Nguyễn Hăng với lại Gia Huy Phan lên số đi chị. Rồi lên ngố đùi nha mấy chị, quần hết, quần bán trên quanh năm luôn. Ngố đùi cho em luôn 55 ngàn, hết đu là Nguyễn Lanh ơi. Rồi lên cho em luôn ngố đùi 55 ngàn mấy chị, 40-60kg và đặc biệt có túi giùm em nha. Riêng cái mẫu này bầu bí mấy chị bôn trang được nè, bụng mỡ, bụng bầu, bụng bi và bôn trang cũng được luôn. Rồi ngố 55 ngàn, 40-60kg mấy chị ngố 55. Ê chị ấy đùi cái này ra đi, một phần nó lộn luôn nè. Đặt hàng lấy số giùm em nha, người hết xám luôn rồi. Thanh Thanh lên số đi chị. Hết xám luôn rồi, em còn màu trắng với màu hồng. Rồi đưa cái bộ màu đây đây. Gia Hy Phan chị đặt hàng lên số, em đâu có bóc Nokia Z và alo chút đơn được đâu mấy chị. Đặt hàng cố gắng mà lên số giùm em chứ. Rồi xanh cho em luôn 69, áo đó mai không bán nha. Không có thì em không trả lời đó mấy chị, chứ không phải là kêu bán hàng trả lời đâu. Tại không, vì cái tiện chứ. Tại vì áo đông mang mấy chị hỏi nhiều quá mà em đâu có bán đâu mà em trả lời. Rồi xanh cho em luôn 69. Rồi xanh 69 một bộ duy nhất. Tiện luôn cái số đi chị. Rồi xanh 69 cho em. Trời ơi quần này nhức nách lắm mấy chị ơi, chốt lệ đi. Mới về 50 cái qua giờ em muốn hết rồi. Cái này sao vậy? Hai quần Bảo Khánh. Hai quần này ghi cho Bích Chi Lê. Hồng cho Nguyễn Trinh. Hai cái quần này chốt em quần nha. 55 ngàn một quần. Trời ơi cái quần này mang mà nhức nách luôn. Ngố cho Nương Kiều 55 ngàn quần. Có túi co giãn thoải mái, mang cái gì nó cũng sướng hết đó. Rồi Lung Linh. Ngố 55 lên số đi chị ơi. Ngố luôn cho Long Nguyễn. Này mua 20 cái gì mang sướng lắm chị mới thiệt á. Ngố cho chị nữ võ. Xanh cho chị Lâm Linh lên số đi chị 69. À đây ngố chút đơn nha. 55 ngàn một em ngố xuất sắc luôn. 40-60kg mang vừa kẹp có túi nha mấy chế nha. Rồi lên ngố 55 chút đơn mấy chị. Quần ngố 55 chút đơn. Hai quần ngố cho Phương Lê. Rồi ai đó quần ngố chút thêm quần ngố giùm em nha. Đẹp lắm. Thêm hai cái nữa ha. Là Bích. Bích Kỳ Lê là 4 cái nè. Rồi ai đó ngố trắng chút giùm em luôn. Ngố trắng 69 mấy chị ơi. Rồi hai quần luôn cho chấp nhận. Ngố 40kg mang vừa chị Nương Kiều ơi. Đặt hàng lên luôn số họ cho em nha. Rồi ngố trắng 69 với 55kg mấy chị. Chút mã ngố trắng 69 giùm em nè. Ngố trắng 69 với 55kg ha. Rồi quần luôn cho chị Châu BB. Chị lấy hai cái quần năng mông. Chị Mimi thì bao nhiêu ký chị ơi. Rồi chế nào lấy quần nó chút thêm liền cho em Nhi nè. Quần 55 ngàn 40-60kg cho em luôn mấy chị. Tương tác xa lai liền. Đó, bữa nay là bao quả đâu có bán. Bán tạc ra cho mấy chế luôn. Cái này gì đây em coi được không? Còn đem cho chị thêm quần ngố này đây em. 3366. Ngố một quần luôn cho chị Nguyễn Khánh Trân. Hai quần ngố đúng không? Hai quần ngố cho chị Nguyễn Lanh. Áo thun em đang mang hết rồi chị ơi. Ngố em lấy hai cái nha. Bắt vô bắt đi cho bắt hai bari ra đây. 3366. Ngố đùi 55 ngàn quần mang xuống dạ mang luôn em nói thiệt. Chốt đơn hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn ha. Rồi mã này em xe với chị luôn 89 ngàn nè. Ngố dài nha, chốt hồng 89 giùm em đi mấy chị ơi, có một hai bộ thôi. Rồi hồng cho em luôn 89, cái này trăm mấy giờ xe 89 á. Bao nhiêu đó thôi hả? Rồi hai ngố cho chị Nguyễn Lanh nè. Còn cục lên tay em nữa là hết rồi. Dung Linh, Lung Linh là thêm một cái nè. Hai ngố luôn cho chị Như Ý Lâm nè. 55 ngàn quần nha. Ngố đuôi đúng rồi cẩm cẩm em ơi. Bộ ngố ấy hả? Bộ ngố đợi xíu. Hai ngố đuôi cho chị Duyên Lê nè. Còn đồ bộ ngố chị đợi xíu nha. 48kg ok chị Dung Lung Linh có chị. Nương Kiều thêm một cái, hai cái nè. Nguyễn Thanh có hai cái rồi chế ơi. Rồi chị nào lấy thêm không? Quần thì tại em còn 4 cái nữa là hết nha. Chị cho cái tên lên số đi chị. Quần 55 cho chị cầm em. Thêm một cái cho chị Bích Chi Lê nữa là riêng chỉ là 5 cái nha. Để Trang với lại chị Thanh Thanh lên số đi chị. Trắng số 9 cho Nguyễn Trinh ok chị nè. Trắng số 9 con thỏ nè. Một cái đùi cho Thanh Võ nè. Một cái luôn cho chị Khang Thế luôn là hết. Chồng đi bê số rồi đó. Có đơn rồi.
Rồi hồng 89 luôn chị Hana vỏ nè. Rồi hai cái chốt rồi, hai cái chị Nương Kiều có. Rồi tạm qua quần gối 55 đi chị ơi, đang hết hàng rồi, đợi xíu coi còn không đã nhá. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, có gối đùi không chị? Lên gối đùi đi chị hả? Rồi tiếp cho em luôn mọi người ơi, vàng 89. Vàng cho em luôn 89 hay lấy vàng chút vàng nha. Rồi chốt liền vàng cho em luôn mấy chị, gối Thái nguyên bộ dài luôn 89 nè. Rồi chốt vàng cho em luôn 89 mấy chị, dưới 55-56 kg gối dài nha. Đọc tên ai thì người đó có đơn, có chị không đọc tên không có đâu nha, lưu ý giùm em đi ạ. À, chút xíu nữa rồi đòi hàng không có đâu bán nha, không có đâu mà em chốt nha. Rồi chị nào lấy vàng chút vàng 89 mấy chị ơi, vàng 89.000 với 55 kg, hai chút mở vàng 89 chút liền đi mấy chị. Chị đi qua cái mới này nguyên bộ ngúa nhà mà có 89.000 hả? Rồi chút vàng 89 giùm em tiếp qua nè. Dung dung lên hai cái. Rồi hồng 69 với 55 kg, còn bộ hồng 69 nè. Hồng 69 với 55 kg nha, lấy hồng chút hồng 69 tiếp qua. Hồng 69 với 55 kg hồng. Rồi qua cho em luôn con gấu này VIP luôn mấy chị ha, in hai mặt luôn á, 69 vậy nè. Rẻ bèo nheo luôn mấy ché ơi. Rồi. Rồi chị nào lấy đen chút đen cho em luôn 69 nha. Bữa nào mà quạ quạ mệt mệt ra ngồi lại đây bán rẻ là đi đơn à mầm mà tự nhiên nó hết mệt liền mấy chị. Tật xấu vậy á. Rồi đen cho em luôn là trắng 69 nha mọi người ha. Trắng 69 với 55 kg, ngố với 69.000 bộ à. Lưu Kiều là nãy chị ghi một cái mấy chị mua thử đi, em nói thiệt luôn, chắc cực kỳ đẹp. Chắc bộ ngố bên em cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Mà có 69.000 bộ thôi nha, mình mang đi chợ này, đi ô này, khách khứa này, ở nhà này kia tất kiểu đền đĩa cầm luôn. Cầm em lên số đi chị. Ở đâu có số rồi mà, chị thấy cái số rồi mà. Rồi, xám 69 với 55 kg ha, chút mở xám 69 nè. Chị Nguyễn Thanh, chị Lệ Trang với là chị Thanh Thanh lên số đi chị. Rồi trắng 69 55 kg, chút mở trắng số 9, à quên mở xám. Trắng số 9 luôn cho chị Trần Thanh Văn Võ nè, ok chị đẹp. Chốt liền đi mấy chị ơi, cái xám này đẹp chưa, xám có 2 bộ thôi. Xám con gấu hơi bị đẹp luôn mà có 69.000 thôi đó. Hồng còn bộ luôn cho chị Võ Ngọc Nhung nè. Màu đen huyền thoại đi mấy chị, mặc gọn người nè, sạch nè, dễ mang nè. Rồi lấy đen chút đen số 9 nha. Trắng luôn cho chị Phúc An nè, đen Nguyễn Thanh nè. Cứ đặt hàng có đơn, có em đọc tên là người đó có đơn nha, lưu ý giùm em xíu nha. Rồi trắng đen 69 luôn nha chị Nguyễn Mơ là 2 bộ đúng không? Một trắng một đen cho chị Nguyễn Mơ nè. Em ơi ra bắt cho chị cái này em. Khang Thế lên số đi chị. Rồi ai lấy xám chút xám 69 giùm em nha. Rồi xám cho em luôn 69 này, lấy xám chút xám 69 nè. Xám 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 xám. Em ở 59 Đức Linh Bình Thuận nha mọi người ơi. Rồi đợi em xíu. Từ từ đợi em xíu nha. Còn cục nè. Rồi trắng cho chị Văn An Đê lên số đi chị. Đen cho chị Ngọc Diệu nè. Đen cho chị Linh Trần nè. Đặt hàng giữ máy xíu chút đơn giùm em nha. Nhận được hàng rồi mặt rất đẹp luôn. Cảm ơn chị Trinh Trinh nha. Hồng em hết rồi. Rồi đen cho chị Thu Tây lên số nè. Rồi một bộ. Thêm một bộ sáng cho Văn An Đê nữa nè. Xám một bộ luôn cho chị Hoàng Liên Lê này, hết xám nha. Đen thưa tay có đúng không? Ngố gấu đen. Cọc gì lên số lúc chị. Ngố gấu đen Nguyễn Lanh nãy có rồi, hết xám. Đen cho Nguyễn Thảo, hết xám rồi mấy chị ơi, giờ còn trắng thôi. Bây giờ em còn trắng nè. Rồi trắng với chị Yến Trần nè. Còn trắng mấy chị, giờ ai chốt trắng thì em chốt nha.
Rồi giờ em còn trắng thôi mấy chị ơi. Dục có ăn ba đây. Rồi lấy trắng chút trắng giùm giờ em nha. Trắng là cho mang lên nè. Okay. Rồi trắng số 9 với 55 kg hay lấy trắng chút trắng. Tên gì? Chị Nguyễn nào chị đâu biết đâu. Tiếu nó đây giờ đang like mà hỏi biết cái đường nào mà trả lời. Rồi trắng số 9 với 55 kg hả chị? Chị là khách quen hay sao đây? Rồi lấy trắng chút trắng mấy chị. Em còn 3 bộ trắng số 9 áo trắng màu đen mấy chị dễ mang mà đúng không? Rồi lấy trắng chút trắng giùm em nha. Cái này gì đây? Rồi cái này còn 4 bộ này em biết cái gì đây em coi. Rồi con Beric mấy chị. Mẫu này mẫu mới giùm em luôn còn 4 bộ. Rồi em chốt cho mấy chị luôn nha. Rồi lên cho em luôn mã 169 mấy chị với 55kg. Con Beric này là mẫu mới này, chị nào lấy chốt nha. Rồi mã 169 với 55kg mấy chị chốt giùm em luôn mã 1 bụp liền cái siêu phẩm này cho em. Mã 169 với 55kg này em còn 4 bộ thôi. Con Beric này mẫu mới. Ôi cái cục này xuất sắc luôn nè mấy chị chốt liền. Cục này đẹp nè. Cục này nhiều màu nè mấy chị ơi. 69.000 giá không đổi. Xuất sắc luôn, 55-56 cái đối lại. Mã 1 này xinh nè, con Beric này giờ đang thịnh đó mấy chị. Mã 1 nè, Tiết Nga nè, mã 1 Bích Tuyên nè. Ai lấy mã 1 nó không, em còn 2 bộ. Mã 1 Thư Tây nè. Ai lấy mã 1 nữa chốt, chị còn bộ cuối cùng nè. Con Beric này đang rất là thịnh luôn mấy chị, có 69.000 bộ ngố à. Rồi mã 1 số 9 với 55 là sao chị? Mã 1 số 9 55 cái còn bộ. Chị Bích Tiên lên số luôn chị. Trắng số 9 nó Ngọc Lan. Ai lấy mã 1 chút mã 1 nha. Bỏ đồ này ra nó lộn vô nữa. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị qua siêu phẩm Nu. Trời ơi cái Nu này đẹp mắt ngay luôn, gà tay luôn mấy chị ơi. Rồi Nu cho em luôn 69 mấy chị dưới 55-56kg. Trời ơi nhìn con với chắc này. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi Nu 69 với 55kg mấy chị. Màu cam này khỏi phải nói luôn mấy chị ơi. Màu cam này, màu xanh bơ siêu trắng da luôn. Rồi màu trắng nha mấy chị ha. Và một em màu đen. Ngố này mấy chế chút liền nha. Mẫu này siêu phẩm luôn á. 69.000 mấy chị. Từ form tới dáng, từ form tới dáng, tới chất tới giá tiền luôn. Cái nào cũng đẹp hết trơn. Rồi đen 69 với 55kg mấy chị. Chị Ngọc Diệp, chị Nguyễn Hăng, chị Thanh Thanh với là chị Tệ Trang lên phố đó chị. Rồi bắp bắp cái cục gì là đây chị có hả? Rồi Nu cho Đặng Hồng mã 1 con bộ nè. Rồi từ từ để em coi thử. Mới để em mã 1 đâu ta. Đây nè. Mã 1 con bộ nè. Cho chị Thi Bùi vậy nè. Nu bắp bắp cho chị dùng cục này dùm chị các em. Ra em coi còn gấu này không. 69.000 thôi, Nu cho Đặng Hồng nè. Rồi. Này dùng cái nè. Rồi Nu cho Nguyễn Lâm. Chị Thi Bùi lên số luôn chị. Xanh cho Thư Tây. Nu cho chị Ken Lì. Còn không bé đẹp. Dạ không. Nu còn bộ cuối cùng nè. Nu bộ cuối cùng luôn cho chị Võ Ngọc Nhung hết Nu. Hết Nu mấy chị qua màu khác đi, hết Nu rồi. Đen chị Phạm Thị Phượng nè. Đen Phạm Thị Phượng lên số đi chị. Xanh bơ cho Hoa Xuân Đồng lên số giùm em luôn số 9 nha. Cam cho Võ Ngọc Nhung. Xanh Tư Tây đã có đúng không? Hết Nu rồi mấy chị ơi, qua màu khác đi. Hết Nu rồi. Xanh bơ luôn cho chị Chi Trần nè, hết Nu rồi. Hết nô nha. Xanh thô tay có rồi bạn ơi. Lý đen chút đen nè. Màu đen thì thợ mang lên siêu gọn người luôn á. Rồi chị nào lý đen chút đen 69 nha mấy chị. Được hài lên số nó chút đơn được nha. Rồi ai lấy màu đen chút màu đen mấy chị ơi. Đen còn bộ này 69 nè. Chị nào lý đen chút đen nè. Đen 69 với 55-56kg phải cực đẹp luôn á mấy chị. Rồi thêm một bộ bơ luôn cho chị Đặng Hồng nè. Trắng cho chị Phúc An nè. Rồi lấy cam chút cam mấy chị. Cam còn 2 bộ là hết rồi. Một cam siêu trắng da luôn. Ê
em cứ thấy bình luận á là em đọc tên em ghi nha mấy chị ha, nên là đặt hàng chắc chắn một lần chứ đừng có mà đổi màu tùm lum tùm la nha, là em mệt lắm á. Xanh bơi Nguyễn Thị Phương Trinh nè, tại vì mấy chị em sale rồi khách đặt hàng không có, nên là em đọc tên chị nào là chị đó có đơn chắc chắn một điều là mấy chị có comment thì em mới đọc tên nha, mấy chị lưu ý cho em ha, chứ mất công xíu nữa đâu cãi nhau ấy. Rồi em hết màu xanh rồi, mấy chị qua cho em màu cam nè. Rồi qua cam mấy chị chốt cam 69 giùm em ha, chị nào lấy cam chốt cam nè. Cam 69 ngàn mấy chị ơi, dưới 55-56 kg vải đẹp lắm. Đặt hàng lên số mới chốt đơn được nha. Cam như Nguyễn Mơ nè. Rồi trắng xinh dã man luôn. Rồi lấy trắng chút trắng mấy chị, đen hả? Đen nè, Phạm Thị Thu Hiền nè. Đen còn bộ trên người luôn nè. Cho Phương Nguyễn lên số mấy chị, cam cho Hữu Thành. Hữu Thành hôm qua chốt đơn được không em? Nguyễn Hữu Thành đó. Rồi cam còn bộ luôn nè. Đó. Nguyễn Hữu Thành nè. Hết đen rồi chị My Phương Trần ơi. Cam còn bộ luôn cho chị Lung Linh nè. Rồi hết cam luôn. Hết cam nha, còn ba bộ trắng mấy chị ơi. Rồi trắng luôn cho con mèo lê lên số giùm em luôn, còn hai bộ trắng là hết. Áo đông mang hết rồi nè. Rồi trắng 69-55 kg chút mã trắng giùm em mấy chị, áo đó không bán mọi người ơi, buồn dễ sợ luôn, nãy giờ hỏi áo em chắc bán 50 cái cũng hết nữa. Rồi trắng cho Phạm Lan nè, còn bộ trắng là hết mấy chị. Có bóc ngố lại chị em ơi, 69 nè. 69.000 bộ ngố nha mọi người. Rồi lấy trắng chút giùm em luôn, trắng 69 nè. Trắng 69-55 kg mấy chị, lấy trắng chút trắng nè. Rồi mã này mấy chị chốt giùm em luôn thỏ đi. Còn một bộ trắng mọi người ơi. Đọc tên ai người đó có đơn nha. Cái nào mà giống nhau thì em đem đây. Rồi trắng luôn chị Anh Ngọc, còn bộ nữa là hết. Nguyễn Mơ lên số đi chị. Nguyễn Mơ Anh Ngọc chị lên số đi chị. Lồ đen cho em mã thỏ nè. Rồi chốt thỏ 69-55 kg giùm em nha. Thỏ 69-55 kg mấy chị chốt mã thỏ 69 giùm em mọi người ơi. Phương Nguyễn lên số đi chị. Thỏ 69-55 kg ha, lấy thỏ chốt thỏ nha. Thỏ còn còn 3 bộ đem như hết nè. Thỏ 69-55 kg nó mang không có đâu chị, nó qua mẫu lô lắc hô lơ rồi. Chị em mới nhận hàng đồ đẹp lắm, cảm ơn chị Nhi Nguyễn nha. Ui còn sót nè. Hết, ở đây đây còn nè, còn sót một cục nữa nè. Rồi tiếp. Xong chưa em? Thế là tới đâu rồi để tặng làm. Chị nào lấy thỏ chút thỏ giùm em nha. Rồi rồi trong khu vực này là hết chưa? Tới chị gì ta? Tới chị Anh Ngọc là cuối cùng màu trắng đúng không? Rồi tiếp nha. Rồi tiếp tục luôn trắng này, chị Thanh Thanh này, Lệ Lệ này. Rồi hết trắng luôn chị. Thỏ trắng luôn cho chị Dương Toàn là lên số nè. Thỏ trắng này, cái này là thỏ trắng nè. Dương Toàn nè. Trắng em hết rồi, mấy chị qua mẫu khác đi. Đây Thanh Thanh Lệ Lệ đi. Thanh Thanh lên số đi chị. Thanh Thanh Ngọc con mèo lê, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Mơ với lại Võ Ngọc Nhung lên số đi chị. Rồi còn sót một ly nè, chị nào lấy cam thì chốt cam mấy chị ơi. Cam 69-55 kg nha, em còn sót cục nè. Trời ơi xỉu luôn á. Cam 69-55 kg mấy chị mẫu nãy đó, em còn sót cục, lấy cam chút cam nè. Thỏ trắng như ý lê luôn ok chị nè, thỏ trắng nè. Màu đen hả, em coi còn không, đen còn bộ nè. Đen 69 hậu Nguyễn lên số đó chị. Rồi nu 69 đó chị ơi. Với lại màu xanh 69 giùm em. Nãy tưởng hết rồi, sót bộ một ri. Cam với chị Văn My lên số đi chị, 69. Một bộ trắng em hết trắng rồi. Nu cho Ngọc Diệu nè. Cái này là thỏ nha. Gọi là thỏ nha. Xanh cho em hả? Phạm Kim Ngân nè. Xanh lên số đó chị, 69 nè. Rồi nu nè, nu còn bộ luôn cho Như Ý Lê nè. Hết nu nè. Màu cam này trắng da đẹp lắm á. Chị nào lấy cam chút cam nha. Đơn của Nhi Nguyễn là đơn Nhi Nguyễn cho đi đơn luôn đi. Rồi chị nào lấy cam chút cam số 9 nha, cam trắng da lắm, phê lắm. Võ Ngọc Nhung nãy có đơn rồi. Tiếp cho em luôn á chị, xanh còn bộ 69-55 kg. Dễ hả?
chị Lô cho Ngọc gì quá, Võ Ngọc Nhung chị lên lại số đi mấy chị, tại vì bữa nay khủng minh cho nhanh quá mấy đứa chưa làm kịp luôn á, chị lên lại số giùm em đi cho nó chắc chắn nha. Cam cho Thi Nguyễn. Trời ơi, máy bữa nãy đâu cho like đâu mọi người, nên là phải ghi tay. Bữa nay máy nó bị lỗi phần mềm rồi nên ghi tay nó hơi chậm á. Cam cho Thi Nguyễn nè. Xanh luôn cho chị Châu Quyên nè. Rồi em còn một bộ cam, chị nào lấy chốt nha. Cam 69 lấy cam chút cam. Cam số 9 đi mọi người ơi, còn bộ cam số 9 nè. Rồi con thỏ. Con thỏ em còn bộ, chị nào lấy thỏ chút thỏ không? Thỏ số 9 với 55 kg nha, chị nào lấy thỏ chút thỏ số 9 còn bộ thỏ này. Thỏ số 9 lấy thỏ chút thỏ nha. Rồi này chốt giùm em luôn là mã gấu số 9 nè. Rồi cam luôn cho Như Nguyễn lên số luôn đi chị. Rồi mã này chốt giùm em luôn là mã gấu 69 nè. Gấu 69 với 55 kg, lấy gấu chút gấu nha. Thi Nguyễn có bộ đúng không? Thi Nguyễn có một bộ á. Rồi hai Lê, Lê chị Phạm Kim Ngân, chị Hậu Nguyễn với lại con mèo Lê Võ Ngọc Nhung. Theo canh lì có Thanh Thanh lên số đi chị. Kìa Võ Ngọc Nhung nè, 0399. Đây. Ghi đi. 0399 55 99 44 gấu nè, gấu như chị Dương Toàn nè, em mét cam rồi. Như Ý Lê đâu? Như Ý Lê có số chưa? 0702 con mèo Lê đâu? 73 39 53 73 39 52 à? 53 bà ơi hết cam rồi, gấu còn cái bộ. Cam cuối cùng cho ai vậy? Cam cuối cùng bên Như Nguyễn có số rồi nè. 07765 21848. Rồi, được chưa? Gấu nè. Gấu cho Trần Tiến có số nè. Thỏ trắng luôn nha chị, Hy Bùi luôn hết nè. Rồi, tiếp qua nè. Nói chung là em đọc tên thì mấy có đơn đó, chị lưu ý nha. Chứ không phải là mình khùng mơ là xíu có đơn đâu. Xíu này không có đâu mà em bù vô nha mấy chị. Chúng toàn lấy số đi chị. Chị Tôn Nguyễn lên số luôn chị. Tại vì là hàng sale á nên là thật sự với chị nó không có đủ, không có đủ nhiều, không có nhiều đâu. Đâu ai chưa có số đâu là trời ơi. Quá trời người, cái gì mà không có số vậy? Đặt hàng lên số liền đi mấy chị. Wow, hai cái này cho ai? Cái gì gấu trắng xanh thỏ gì đó. Gấu trắng cho Tràng Tiến đúng không? Ừ. Thỏ trắng cho Hy Bùi đúng không? Phương Nguyễn nè, Hậu Nguyễn nè, Nguyễn Hữu Thành nè. Đào hai cái số đi sếp, đừng có đóng ở đây nữa. Dương Toàn nè, Ngọc Thăng nè. Lên số đó chị, giờ không có số thì em bỏ ra đó. Mình đặt hàng mình lên một dòng thôi, đừng có lên nhiều. Đặt hàng lên dòng thôi mấy chị là ghi liền luôn. Chứ ghi không rồi xíu nữa rồi lên rồi biết đường nào. Nó trôi qua mắt đó mấy chị à. Dụ như mình mua cái gì là mình lên số điện thoại một lần luôn. Phạm Kim Ngân còn đó không, lên lại số điện thoại giùm em đi chị nè. Phạm Kim Ngân nè, Thanh Thanh nè, Thanh Thanh hay Vinh Lì nè, số đơn rồi nè. Tuệ Trang nè, Nguyễn Hân nè, Nguyễn Hữu Thành nè, Hậu Nguyễn nè, Phương Nguyễn nè. Đặt hàng lấy số đi mọi người ơi. Sơ mi đăng là hàng order nha em, hàng order em ơi, vậy hôm mới có. Ở Nguyên Ngân ghi lại số thôi. Phương Nguyễn nè, Hậu Nguyễn nè, Nguyễn Hữu Thành nè, Nguyễn Thành hôm qua nó mới làm đơn á. Nguyễn Hữu Thành cái tên gì đó hôm qua mới có làm đơn. Tệ Trang, Nguyễn Hân, đặt hàng lấy số giùm em đi mọi người ơi. Tiếp qua nè. Trang chị cứ téo lại đây hả? Rồi lên mẫu này đi mấy chị, áo trắng quần màu đi cho nó xinh ha. Mình đặt hàng mình lên số luôn, lên dòng nha mọi người. Như nãy giờ mất thời gian em bán không được chục bộ nữa rồi. Rồi cam cho em luôn 69 với 55 kg, mấy chị dễ thương không? Y hai mặt luôn, có 69 ngàn, rẻ quá trời luôn. Cam 69 nha. Màu nu nè, nu 69 nè. Rồi chị nào lấy nu chút nu 69 mấy chị với 55 kg. Ngọc Hân, ủa hôm nay có gì Ngọc Hân? Cái gì tên gì đây?
tôi là Nguyễn Hăng vậy mẹ, người ta là Ngọc Hăng mà. Rồi nu 69 với 55 kg mấy chị ơi, lấy nu chút nu. Hăng này chốt có được đâu. Không có, chị đọc tên mà. Ý là đâu có chốt cơm được đâu. Chị có đọc tên em ghi cho ai nữa. Chị Ngọc Hăng, chị lấy cái ngố đen 69 đúng không? Em nói chị hiểu không, chị có chốt với chị thì điện cũng không có được á. Có phải chị này không? Đúng rồi. Không cái có thì bỏ ra đây. Cái chị này cứ điện chốt xong mà cứ ngon hết nè. Cam số 9 luôn chị Thảo Thảo nè. Rồi chị nào lấy nu chút nu số 9 giùm em với 55 kg ha. Nu số 9 với 55 kg. Khẩu trang nó đeo 50 cái 69 nè giùm em mọi người. Một thùng 300 cái là 340 nha. Cam số 9 quần cam áo trắng rồi chị ơi, đang like quần cam áo trắng. Nu nè. Rồi lấy cô ban chút giùm em luôn là cô ban 69 với chị có bộ à. Cô ban 69 với 55 kg 57 kg mang được chị ơi. Mét 6 là mang vô tư. Rồi cô ban cho em luôn 69 ha, chút mã cô ban 69 nè. Cô ban 69 với 55 kg. Rồi màu đen với chị áo trắng quần đen nè. Hai lấy đen chút đen nè. 69 ngàn bộ. Rồi qua cho em luôn là bơ với chị bơ 69. Xanh bơ 69 với 55 kg ha, chút mã xanh bơ áo trắng quần màu để mang cho thương đó. Xanh bơ 69 với 55 kg ha. À nó xanh bơ, chút xanh bơ 69 mấy chị. Xanh bơ 69 với 55 kg mấy chị mua hỏi là mấy bộ là em thua luôn á. Không biết đâu mấy chị, chút đơn còn kịp mà hỏi mấy bộ sao em biết được. Rồi chị nào lấy đen chút đen 69 nha. Đen 69 55 kg chút mở đen, bữa nay phần mềm nó không làm được ghi bằng tay lắm chị ơi nên không có biết được đâu. Trên trên đây số đi chị. 50 cái của trang nó đeo cho chị Tiên Phan. Bữa nay ghi tay nó hơi chậm vậy đó mọi người, phần mềm nó đang đơ rồi, đang về hưu nghỉ dưỡng rồi sao. Chị trên trên số đi chị. Rồi chị nào lấy đen chút đen 69 nha, đen 69 có bộ thôi. Rồi xanh bơ 69 với chị, anh lấy xanh bơ chút xanh bơ. Rồi đen nè có bộ à. Lương Mỹ Huyền lên số đi chị. Rồi xanh bơ 69 với 55 kg ha, chút mã xanh bơ xanh coban hết rồi. Xanh coban có một bộ, không có xanh coban đâu nàng ơi. Rồi nu cho chị hình như Nguyễn rồi chị. Vô lấy chị quần ngố 60 ra đây. Rồi không có xanh dương đâu, mấy chị qua một khác đi, không có xanh dương đâu. Có một bộ xanh dương hết rồi. Rồi cái màu xanh bơ này đen trắng da mấy chị, dễ phối đồ lắm, trắng đẹp. Rồi xanh bơ 69 nha. Dưới 55 kg giùm em luôn. Rồi nu 69 với 55 kg mấy chị ơi, lấy nu chút nu hết đen luôn rồi chị ơi, không còn đen luôn đâu. Áo trắng màu đen hết rồi chị ơi. Rồi lấy cam chút cam 69 nè. Nu chị Dương Toàn nè. Ngố như có 69 ngàn bộ mấy chị, mang ở nhà sướng thoải mái luôn, em nói thiệt luôn á. 69 ngàn à. Rồi xanh bơ cho Thi Nguyễn nè, xanh bơ này đẹp mà, trắng da lắm. Rồi lấy cam chút cam 69 nha. Cam 69 mấy chị, em còn một cam màu nu với màu xanh bơ thôi, chị nào lấy chút thêm. 69 ngàn. Rồi lên quần ngố mấy chị 60 nè, quần ngố 60 có túi hai bên nha. 40-60kg mang vừa nè. Rồi lên cho em luôn quần ngố 60 các chị, 40-60kg nè. Xanh bơ cho Trang Nguyễn nè. Chị Trang Nguyễn lên số luôn đi chị. Hết đen rồi chị ơi, hết đen rồi. Cam cho Lương Mỹ Huyền nè. Thêm một nuôi chị Trang Nguyễn nè. 69 ngàn bộ mấy chị. Rồi quần ngố cho em luôn 60 ngàn, 40-60kg giùm em nha mấy chị ha. Hàng hai túi hai bên, hai túi hai bên hàng co giãn thoải mái, bầu bí quần trang được cho em luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn mấy chị nha. Quần 60 kèm số họ chút đơn mấy chị, 40-60kg nha mọi người, mang cực kỳ thoải mái luôn. Bụng mỡ bụng bầu bụng bi này là mấy chị bôn trang được nè, bụng bầu bôn trang được luôn nha mọi người nha. Đó có túi hai bên hàng co giãn cực kỳ thoải mái.
Rồi lên cho em luôn quần 60 với chị kèm số điện thoại, mang cực kỳ sướng. Cái quần này mấy chị mang trong mặc đùi á. Em có thể tới cái mức độ như vậy luôn mà em bán cực kỳ chạy hả? Cái mẫu quần này chạy lắm á chị, có lúc mà nó ngất hàng là không có hàng bán luôn. Rồi quần ngó 60 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em nha. Có túi hai bên, hàng mang hơi bị sung sướng một đời luôn á. Rồi Phạm Lan 60 nè, đặt hàng lên số liền giùm em nè. Rồi ngố đen này em còn hai bộ, chị nào lấy chốt này số 9.000 nè. Ai thích màu đen thì chốt đen số 9 nè. Rồi đen cho em luôn số 9 với chị với 55kg, hai lấy đen chốt đen nè. Đen số 9 với 55kg. Rồi hồng cho em luôn số 9 nè, chế nào lấy hồng chốt hồng nè. Hồng số 9 với 55kg, cái này là đặt hàng không lên số đó, giờ em xả ra. Ngố 60 cho Hoài Nguyễn nè, lên số đi nàng ơi, chị ơi. Rồi ngố 60 chị nào lấy chút đơn nha, 40 đến 60 kg mang vừa mang xuống lắm. Ai lấy quần ngố chút, quần ngố 60. Quần ngố cho em luôn 60 mọi người ơi, ngố 60. Đen 69 là chị Mỹ Huyền nè. Rồi vàng này cho em luôn 89 với 55 kg với chị mã ngố dài. Nguyên bộ ngố dài vàng 89 nè. Vàng cho em luôn 89 với 55 kg ha, chút mua vàng 89. Vàng 89 55 kg nó vàng chút vàng. Hai cái của Trang đang đeo luôn cho Tường Vi Nguyễn nè. Hai quần ngố là Nguyễn Ngọc Châu nè, quần ngố là mang sướng lắm. Có túi coi giảm thoải mái đó chị. Áo Maurice có nhiều lắm, đợi xíu nha. Ngố đen số 9 là Ngọc Dầu còn bộ nè. Hồng luôn cho chị Thi Nguyễn nè. Rồi chị nào lấy đen nữa chút đen số 9 giùm em còn bộ nè. Rồi quần cho Trinh Trinh rồi bạn ơi. Rồi đen số 9 với 55kg nha. Chị nào lấy đen chút đen nguyên bộ ngố đen số 9. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, đùi phông rộng mặt nhà 60. Chốt giùm em luôn là đen 60 với chị với 57kg nha. Một áo phông rộng và một quần nè. Đó, coi giãn thoải mái luôn. Rồi chốt mở đen 60 giùm em mấy chị. Đen 60 ha, dưới 57kg nha. Đen 60 với 57kg vàng chị Ngọc Dầu nè. Đen số 9 còn bộ luôn cần tí nha. Rồi tiếp cho em luôn có chị một mã trắng 60. Trắng 60 với 58kg, áo phông rộng, quần thoải mái, mang nhà cực kỳ sung sướng luôn. Rồi đen 60 luôn cho chị nhân cao. Em ơi ra coi cục này còn không em ơi. Con gấu mặt đỏ đỏ này nè, như nhớ còn sao. Rồi trắng 60 cho em luôn có chị, ai lấy trắng chút trắng 60 nè. Trắng cho em luôn 60 với 57kg ha, mã trắng 60. Nè cái con gấu Maxino này còn không? Chỗ đó còn gì đem về đây cho chị đi. Rồi em còn trắng 60 thôi nha, hết đen rồi. Trắng 60 Dương Toàn nè. Còn ba bộ trắng, chị nào lấy trắng chút trắng 60. Hôm nay đi đơn luôn ok chị nha. Rồi trắng 60 với chị còn trắng 60 thôi. Trắng 60 Văn My. Em còn hai bộ trắng 60, chị nào có hai bộ trắng 60 thì chốt. Trắng 60 bé Nguyên. Trắng luôn rồi chị là xung minh hết luôn. Rồi lên cho em luôn thỏ 69 với 55kg mấy chị, chốt mã thỏ 69 nè. Rồi thỏ 69 với 55kg lấy thỏ chút thỏ nha mấy chị ha. Thỏ 69 còn hai bộ. Ai lấy thỏ chút thỏ số 9 giùm em luôn mấy chị, còn hai bộ nè, xuất sắc luôn. Rồi thỏ 69 với 55kg, ai lấy thỏ chút thỏ số 9 nha. Ê, hình như hôm qua đem lên kia hả? Ê, em kia kìa. Đúng không? Chồng trên cùng kìa đúng không? Đó, trên cùng màu trắng màu đen, phải cục đó không? Phải không? Không, đem cục lại đây cho chị. Bộ này hôm qua có một cục thôi hả ta? Rồi, thỏ luôn cho Mỹ Huyền nè. Em còn bộ thỏ đó, chị nào lấy chốt một bộ em đi đơn được em ơi. Chốt đơn từ hai bộ em. Một bộ xiết hết 30 ngàn bà rồi. Rồi thỏ 69 với 55kg với chị, chốt mã thỏ 69 nha, chốt đúng mã giùm em chứ. Thỏ 69 với 55kg nha, nó thỏ chốt thỏ 69. Đúng mã mới chốt được, không mới lộn đó mấy chị. Rồi cái này em còn, bộ này em còn cục nè.
Rồi chốt giùm em luôn, đang 45.000 với 55kg ha, chốt mà đang 45. Hôm nay là sale bay nóc nhà luôn mấy chị ơi. Rồi đang 45 mấy chị con xì chuột nha, đang 45 nè. Đang 45 mấy chị với 55kg nè, mã trắng 45 nè, theo luôn nè. Thỏ cho Nguyễn Hảo nè. Rồi nu này cho em luôn 45 mấy chị với 55kg, chị nào lấy nu chút nu. Nu đang trắng 45.000. Này có một ri thôi. Đen cho Mỹ Huyền nè, tẩy lông tẩy đâm bồ chết đợi xíu đi chị. Rồi này chốt giùm em luôn trắng 45. Trắng 45 với 55kg ha, chốt mã trắng 45. Tẩy tết bồ chết cho mặt 50 chị ơi. Tẩy lông cũng 50 luôn. Chị lấy thì lên số điện thoại cho em nha. Rồi bộ đùi gu xịt chuột mặt nhà mọi người ơi. Thoải mái dễ chịu lắm, 45.000 à. Rồi trắng đen nu 45 giùm em nha. Nu 45 nha Huỳnh. Chị nào lấy nu chút nu. 45.000 bộ cô tông mặt nhà mấy chị, thoải mái dễ chịu. 40-55kg đó mấy chị mang được. Rồi chế nào lấy đen, chút đen 45, nu 45, trắng 45. Dưới 55kg giùm em nha mấy chị ha, gu xì theo. Trắng 45 Dương Toàn, trắng đen nu 45 nha, kèm số thận chút đơn giùm em luôn. Rồi tiếp tục cho em luôn mấy chị một bộ con vịt siêu hết luôn, hàng đúng xịn luôn mấy bà ơi, 69 nè. Rồi lên cho em luôn là nu 69 mấy chị với 55-56kg, mẫu đúng đẹp luôn mấy chị nè. Trắng cho chi trần nè. 45 nè. Rồi chốt nu 69 nha mấy chị với 56kg nè. Rồi màu xanh cho em luôn 69 nha mấy chị nha, hồng 69 nè. Rồi trắng 69 giùm em luôn, ai lấy bộ này chốt liền. Một tẩy tế bồi chết da mặt với lại một tẩy lông mà chị Võ Thị Phê. Bộ này đúng đẹp luôn á, 69 nè. Nô 69 nhân cao. Nô 69 là Mỹ Huyền nè. Rồi đấy, trắng 69 thì chốt nữa chị ha. Quần bô xít đúng xịn luôn, 69.000 mấy chị. Nãy giờ ngố ra không rớt bộ nào luôn á, xịt trơn luôn á chứ. Rồi đấy, trắng chút giùm em luôn, trắng 69 nha. Nô cho Mỹ Loan lên số đi chị ơi. Đang 45 chị ơi, lê lệ nè. Trắng 45 chị chồng em chốt rồi. Hồng 69 là Võ Yến Nhi. Màu nào cũng đẹp, 69.000 bộ. Rồi hồng cho em luôn 69 nha mấy chị. Chốt đơn hai cái bất kỳ đi đơn, không dồn đơn ơi, lưu ý giùm em xíu nha. Rồi nô cho Hoàng Liên Lê. Nô luôn cho chị Rosca nè. Đặt hàng lên số giùm em nha. Trắng lâu như heo, chị lấy cái gì chị bao nhiêu tiền gì vậy chị ơi? 45 hay 69 nè, Thùng Minh nhắc tiền giùm em. Rồi hồng 69 với 55kg, chút mã hồng 69 mấy chị. Nu cho chị Tường Minh nè, một bộ là hết nu nè. Chị chân cao có lại chị Mỹ Loan lên số. Chân cao có đâu đâu kia chị. Hết nu nha, hồng cho chị nhân cao. Hồng nhân cao nè. Vịt 69 màu xanh ok chị nè. Xanh chị Dục Xương nè, trắng luôn cho chị Hoàng Liên Lê nè, trắng nè. Trắng đen hả? Trắng nè, trắng cho chị Ngọc Mai Đặng Thị lên số đi chị, nu hết nu rồi. Hồng cho Châu Quyên nè. Hồng Châu Quyên hết nu. Hồng Thi Tây nè, hết hồng luôn. Rồi trắng. Trắng Hoàng Liên Lê em chốt rồi chị, trắng 69 luôn chị Nguyễn Hảo nè. Trắng số 9 Nguyễn Hảo nè. Rồi trắng bộ cuối cùng luôn cho chị Nhi Heo. Rồi qua với chị luôn màu xanh nè. Rồi em còn xanh với chị. Rồi hồng cho em luôn 69-55kg ha. Chốt mã hồng số 9 nha. Hồng số 9-55kg với chị. Trắng số 9 em chốt cho chị Hoàng Liên Lê rồi. Rồi một nu một trắng 45 với chị Nhi Heo nè. Đặt hàng lên số thợ giùm em nha. Trời ơi, cái màu xanh này đẹp quá mấy chị, 69 ngàn áo mấy chị đợi một xíu đi. Xíu xem mấy chị vài chục ngàn thôi, 3, 4, 5, 60 ngàn đổ lại thôi. Đó, áo mấy chị đợi một xíu đi. Tại vì em đang like cái ngố hết cái đã mấy chị. Tại ngố rẻ quá trời mà đẹp lắm. Xanh cho Văn My. Rồi em còn mấy bộ xanh chị nào lấy chốt nha, 69 ngàn nè. Xanh đẹp giả mang, xanh Mỹ Loan, xanh Mỹ Huyền. Rồi còn hai xanh. Còn hai bộ xanh.
Trời ơi, cái xanh này muốn xỉu luôn á, trắng da phê luôn. Rồi lê bùi xanh, hana xanh, hết xanh luôn. Tiếp với chế ơi, một siêu phẩm nữa đây. Mà có một cục thôi à, không biết nó có gì trong đây. Một cục thôi mấy chế ơi. Ôi con boric này mẫu hot luôn mấy chế. Mẫu này xinh chưa? Rồi tiếp tục giùm em luôn mấy chị. Con boric này đúng đẹp luôn nè. Rồi lên mấy chị luôn mẫu này, lên cho em luôn nè. Rồi mã này mấy chị chốt giùm em luôn là trắng 69-55kg ha, boric mẫu mới luôn mấy chị, đẹp chưa? Con này đang thịnh lắm nha. Rồi trắng 69-55kg mấy chị chốt mã trắng 69. Trắng 69-55kg nha. Rồi qua cho em luôn mấy chị ơi, đen 69-55kg nè. Đen 69-55kg ở đây chút đen. Đen 69-55kg anh ấy đang chút đen. Trời ơi, đẹp quá ha. Mẫu con Boris là mẫu mới đó quý chị, mà lỡ rồi, lỡ chơi rồi em sale luôn mẫu này á. Chứ cái này là mẫu mới quý chị á. Rồi trắng đen 45 rồi, Ngọc Mai Đặng Thị. Đen to thử. Bây giờ em còn đen với nu. Đen nha. Lấy đen 45 mà chị Ngọc Mai Đặng Thị nha. Em còn nu này, chị lấy nu này, chút nu 45 nè. Đây. Nu 45 mấy chị ha, bộ đùi nè. Nu 45 nha, còn hai bộ nu hai chị nào lấy chốt. Rồi tiếp tay nữa đây. Đen luôn cho chị Mỹ Huyền nè, Lương Mỹ Huyền nè. Đen cho Ngọc Diệu nè. Đen cho My Em nè. Rồi đen một bộ cuối nè cho chị Lâm Xuân Minh nè. Trắng cho sẽ sống khác. Gì sẽ sống khác gì đó. Rồi trắng lên số cho chị số 9. Rồi trắng chị Dục Sương, em còn trắng thôi. Chị nào lấy trắng thì trắng số 9. Rồi em còn trắng số 9 mà chị lấy trắng rút trắng. Em là cái kệ ngố nó lấy chị cái cục nào mà còn nguyên cục cục lên mà đây. Rồi trắng cho bé Nguyên. Rồi em còn hai bộ trắng, chị nào lấy trắng rút trắng số 9 nha. Trắng số 9 với 55kg mà chị lấy trắng rút trắng với chị. Nói chung là cái ngố này em thấy còn cục cục rồi để đem mà đây. Có màu sắc gì đây. Nuôi chị Lê Lệ là 45 nè. Cái bộ này em coi cộng với nó không? Qua cái xếp rồi nó. Rồi bộ nu 45 này em còn một bộ nha. Chị nào lấy nu? Để nó một tấm luôn đi chị. Nu 45 với 55kg nè, nu nè. Rồi đen cho em nu 45 mấy chị với 55kg nè. Chị nào lấy đen chút đen nè. Rồi cái cục đó hình con mắt một tấm hình con mắt luôn á. Đó, em bóc luôn cho chị cái xanh đậu với màu cam lên trên luôn. Đó, cục mới đúng rồi. Trắng số 9 là Trinh Trinh nè. Thôi lấy một lần về trước chị ơi, đợi em xíu đi. Trời ơi, nhiều hàng lắm. Trắng số 9 là Mỹ Mỹ nè. Trắng số 9 là chị Ngọc Quyên luôn là hết nè. Rồi, Ngọc Quyên là hết nha. Rồi, một nu một đen cho chị Nguyễn Lanh nè. Một đen một nuôi chị Nguyễn Lanh. Rồi em còn đen 45 thôi. Chị nào lấy đen chút đen 45 nha. Còn hai bộ đen 45 nè. Rồi em còn hai bộ đen 45. Chị nào lấy hai bộ đen 45 thì trốn với chị qua nè. Ơi cái cục này còn có 4-5 bộ này thôi. Ôi mẹ trời ơi. Rồi em lên cho mọi người cái này nha. Cục này em còn 4-5 bộ thôi mấy chế ơi. Mẫu này xinh lắm. Cái này là bộ đùi nha mấy chị, mà thể thao phong rộng nha. Xíu like xong rồi gọi điện chốt đơn luôn em ơi, chứ không có để ngày mai đâu. Cái bộ ngố đó hồi nãy em hết rồi. Còn cái bộ đùi này nè, là em còn đen 45 nè. Chị nào lấy đen 45 thì chốt đen 45 nha. Lê Lệ thì đọc tên là chắc có rồi đó chị. Đen 45 Chiến Nhi nè. Còn bộ đen cuối cùng nè. Ai lấy đen 45 nữa không? Kim Sinh Nguyễn Gá luôn rồi, hết nha, qua mẫu nè. Cái này em có 4-5 bộ thôi mấy chị. Cái này bộ đùi nhưng mà dạng thể thao phông rộng quần giả váy. Em xem mấy chị nhiêu đây. 60 nha, còn ít thôi. Đó mấy chị, set bộ đùi rộng nha mấy chị ha. Xinh lắm mấy chị, hàng cá sấu siêu đẹp luôn. Rồi xanh 60 giùm em mấy chị, dưới 60kg nè. Xanh 60 dưới 60kg, Nguyễn Lanh có đơn rồi. Xe la nhiệt tình cho em chưa mọi người. Rồi đen 60 dưới 60kg mấy chị ha. Đó, hàng cá sấu với chị thể thao.
cơm rộng thoải mái luôn, bầu bí mấy tháng mới chị bôn trang được. Đen 60 với 60 kg mọi người. Cam duy nhất một bộ cam nè, chị nào lấy cam chút cam nè, bộ này mang ở nhà thoải mái lắm em mới thiệt luôn á, nắng nóng cỡ này mang mấy bộ này là cực kỳ sung sướng luôn. Rồi xanh 60 một triệu, đen gói hết chưa, bộ này em còn siêu ít luôn á, cái này bán 95.000 này giờ xem nó chỉ có 60 thôi, cực kỳ là mang thoải mái luôn á chứ, mang mùa nắng nóng ở nhà là thoải mái cái mẫu này đó. Còn bé Huyên với lại sẽ sống khác cam cho hoa hồng nè, bé Huyên hả, với lại sẽ sống khác em hả, bé Huyên với lại sẽ sống khác tôi gì đó lên số giùm bạn ơi, cam hoa hồng lên số giùm em luôn. Xanh cho chị Xuân Thanh này hết cam rồi nàng ơi, xanh cho Dung Phan nè hết cam rồi, hết cam rồi nhăn cao ơi, còn đen với xanh. Màu đen huyền thoại các chị, màu đen đen siêu gọn ngừa nè, mang dễ chịu nè, sạch nè, đó. Xanh nó mua Yến Nhi hết xanh luôn, còn đen. Đen 60 ngàn dùm em luôn các chị, áo công rộng cái này mang xuống lắm. Trời ơi. Đen cho Phạm Nguyên 60. Rồi em còn hai bộ đen là hết mấy chị ơi. Hai cái đen này chút đen liền dùm em nha, bộ đã mang xuống lắm. Màu đen là dễ mang nhất luôn á mấy chị. Rồi em còn đen 60. Chị nào lấy đen 60 chút mà đen 60. Em còn đen 60, còn đen 2 bộ thôi, nhăn cao bộ đen. Rồi em còn bộ đen nè. Đen chị sao thì anh Nguyễn lấy số luôn đây chị, hết luôn. Rồi tiếp mọi người, em có này cái gì. Trời ơi ngố chị, nãy giờ mới có cái màu này xinh xỉu luôn. Rồi ngọc 69 với 55kg mấy chị ha. Ai chưa, nãy giờ chưa mua ngố được thì bây giờ vô mua ngố tiếp mẫu mới nè. Dễ thương chưa. Rồi ngọc 69 với 55kg mấy chị chốt mã ngọc 69. À, khẩu trang đang đeo và chị một set 50 cái 69.000. Để em coi hết cái màu gì. Rồi ngọc 69 với 55kg giùm em mấy chị ơi. Nãy giờ ngố đâu có cái màu ngọc này đâu đúng không? Cái màu ngọc đây là màu mới nè, chị nào lấy thì chốt nè. Khẩu trang ba lê có luôn chị, một hộp 50 cái 39.000. Ai lấy bộ ngọc này chốt nha. Rồi đen cho em luôn 69 với 55kg mấy chị, màu ngọc này sáng da lắm dễ thương lắm. Rồi đen 69 với 55kg ha, chị nào lấy đen chút đen nè. Ngọc tu đi trương gá là 69. Rồi đen 69 với 55kg ha, chị nào lấy đen chút đen. Tết của trang số 9 đang mang cho Mỹ Loan. Rồi trắng cho em luôn 69 mấy chị, ngố yên hay mặt luôn này có 69.000 à. Mang ở nhà rồi này kia tất kiểu là điểu luôn, rẻ sợp luôn. Ngọc số 9 là chi trần nè. Chị Dung Phan với là chị Yến Nhi lên số đi chị. Dung Phan Yến Nhi lên số giùm em chị ơi. Ngọc cho Nguyễn Mơ nè. Rồi chế nào lấy trắng đi chút trắng hàng yên hay mặt luôn siêu đẹp luôn có 69.000 à. Trắng số 9 với 55kg dễ mang ha. Ngọc luôn cho dâu tay nè, ngọc này nãy giờ là màu mới. Dạ bên em đặt hàng là không đổi hàng nha chị. Trời ơi người khác không có hàng đặt đó, chị mua thêm nên có 69.000 mà. Ngọc nó tính với Trần Hana, Yến Nhi với lại Dung Phan sẽ sống khác tôi chứ, bé Huyên bé Huyên Yến Nhi Dung Dung Phan sẽ sống khác tôi gì đó, đặt hàng lên số giùm bạn ơi. Rồi ai lấy cái màu ngọc thì chốt nha, ngọc nãy giờ là màu mới này chưa có ngọc đâu. Ngọc 69 với 55kg, ngọc 69 với 55kg. Rồi lên cho em luôn màu đen huyền thoại, anh lấy đen chút đen 69 giùm em nha. Lấy ba hộp BD cho chị Bích Nguyên. Ghi cái hộp 69 cho chị Ái chưa? Mỹ Loan chưa? Hai hộp có trang đông mang cho Phước Ngọc. Rồi chị nào lấy trắng chút trắng 69 nè. Trắng 69 luôn cho Mỹ Mỹ nè. Ngọc luôn cho Thu Tây nè. Rồi nhanh tay đi mấy bà ơi 69 nè. Hai lấy Ngọc với chút em Ngọc. Bé Huyền có số rồi. À không mang không bán đâu nha, tôi cởi ra tôi bán cha nó. Thêm bộ ngọc luôn cho chị Nguyễn Mơ này. Ngọc này mang trắng da dễ thương lắm á.
đang nhìn đường. Mở ra con nó thấy được. Rồi, chị nó lấy thêm một mối là nữa chốt nha mọi người nha. Dung Phan Yến Nhi đặt hàng lên số đi chị ơi. Dung Phan cái bộ đen số 10 lên số giùm em với. Yến Nhi nè, 0941 547122. Rồi đen chị Bích Nguyên nè. Đen Bích Nguyên 69 nè. Chị còn xanh 60 không hả? Rồi bộ này một ly thôi mấy chế ơi. Bộ đùi nè, phông rộng này giống cái bộ nãy á. Chị nó chưa đặt được thì qua là mua bộ này nè. Rồi 60 ngàn giùm em luôn. Chị thái theo luôn. Bộ này thái theo đâu có 7-8 bộ à mấy chị, đúng đẹp luôn. Rồi lên cho em luôn mấy chị, đẹp dễ thương chưa. Rồi trắng cho em luôn 60 với 60kg mấy chị, hàng theo luôn. Quá cùng. Rồi trắng cho em luôn 60 nha. Chốt trắng 60 với 60kg nè. Trắng 60 với 60kg. Nãy giờ có nói rồi muốn nói vậy. Rồi xám cho em luôn 60. Rồi xám cho em luôn 60 với 60kg mấy chị. Chốt liền cái mẫu này đi, cực kỳ cân luôn. Trắng xám 60 giùm em nha. Rồi trắng xám 60 giùm em luôn. Chị nào lấy chốt ha. Cái này là phom rộng. Phom rộng mà bộ đùa mấy chị quần cũng thoải mái nữa. Nè hàng theo nè. Mấy chị nhìn cái chất này. Đẹp chưa? Có 60 ngàn một bộ thôi mấy chế nha. Mang em chắc mấy chị đánh mấy giặt luôn. Rồi ai lấy xám thì chốt xám nè. Ai lấy trắng thì chốt trắng, nó dễ thương lắm. Em nói thiệt. Cái bộ này nó siêu cưng luôn. Cái này mình mang ở ngoài cũng được, đi ngoài đường cũng được nữa, nó dễ thương lắm. Trắng luôn cây dâu tay nè. Rồi trắng xám 60 giùm em nha. Bộ này cưng lắm mà chắc dày đẹp hàng theo luôn. Xám cho chị Bạch Tuyết gái nè. Xám cho Hương Tây gái nè. Đơn gái mấy chị tranh thủ gái sớm giùm em xíu xíu nha. Xám luôn cho Mỹ Huyền nè. Đơn cho 500 cột cặp đi đơn giùm em nha mấy chị đẹp. Trắng cho chị sao thì Thi Anh nè. Anh Nguyễn chứ không. Xám hả? Xám luôn cho chị Xuân Thanh nè. Rồi xám còn bộ cuối cùng mấy chị ơi, nó xám chút xám nè. Cưng chưa? Xám luôn cho chị Xuân Minh nè. Rồi Thảo Agro Phạm Phạm ơi, còn cái bộ xanh xanh 60 thì chị có lấy không thì lên thanh lên số đi chị. Thì chốt nha chị. Rồi em còn trắng thôi mấy chị, ai lấy trắng chút trắng 60 giùm em nè. Rồi trắng 60 giùm em đi, em còn hai bộ trắng. Em còn hai bộ trắng, chị nào lấy trắng chút trắng giùm em ha. Em còn hai bộ trắng mấy chị, em còn hai bộ trắng, chị nào lấy trắng thì chút trắng giùm em. Trời ơi cái ngố này xinh dã man xinh xỉu luôn. Có cột và siêu siêu à hết à. Ngố này đẹp nè mấy chị, chờ em. Hết xám rồi mười ơi, còn trắng chút trắng giùm em đi mấy chế. Em còn hai bộ trắng. Chị Dung Phan với lại chị Xuân Thanh lên số đi chị. Trắng đẹp lắm nè. Trắng với quần cam cưng mà, trắng với Hương bé ghé nè. Ai lấy trắng thì ủng hộ giùm em nha, còn hai bộ mấy chị. Trắng sớm mua hàng theo đẹp lắm. Rồi vàng cho em luôn 69 với 55kg mấy chị ơi. Ngố này có mấy bộ à. Vàng 69 với 55kg ha, chút mở vàng 69 nè. Rồi màu hồng nè mấy chị, màu đen nè, màu xanh nè, màu đỏ nè. Trời ơi ngố này ngố mới nha, nãy giờ đem like không bị trùng mẫu đây mấy chị yên tâm đi. Mua cỡ nào không có bị trùng mẫu đâu mọi người, không có like trùng đâu. Rồi xanh 69 với 55kg ha, chút mở xanh 69. Xanh cô ban này trắng da nè. Angle cùng bên sau quá trời rồi em ơi, người khác đặt trước mà không có thì em. Còn trắng số 10. Vàng nhăn cao nè. Rồi đen 69 55kg ở đây, chút đen nè, hồng trinh trinh nè. Ở đây có mấy bộ à. Xanh cho Xuân Thanh nè. Quốc liền có màu đỏ này mấy chế nè. Ai lấy đỏ chút đỏ 69, ngố thì mặc quanh năm, mặc hoài không bao giờ lỗ thời. Đúng không? Dễ chịu dễ mang. Rồi đỏ 69 hay đỏ chút đỏ 69 nè.
55, 56 thì chị mang được bầu bí nó nhỏ bông chen được luôn, nên là ngốn rất là dễ mang. Vàng như chị Thủy Tiên Phan nè, rồi hoa hồng em hết vàng rồi nha. Qua hồng này, hồng dễ thương không, hồng 69 với 55 kg, 56 thì mang được hết, 57 thì mang được hết á, bông chen được. Rồi hồng đen đỏ ha, chị nào lấy chút thêm nha, 69 nè. Hồng đen đỏ 69 nè. Đỏ như ý trần nè. Đỏ như ý trần, hết xanh rồi nàng ơi, hết xanh rồi. Không có xanh đó chị hết rồi, đỏ cho Hạnh Nguyễn nè. Chốt đơn hai cái cho đơn giùm em nha. Đen cho chị Tâm Thiên nè. Rồi em còn hai bộ hồng. Rồi em còn hai bộ hồng, chị nào lấy hồng chút hồng 69. Hồng 69 với 55 tiếng còn hai bộ hồng, chị nói hồng chút hồng. Còn hai bộ hồng mấy chế ơi, hồng Nga Huỳnh nè. Anh lấy hồng chút hồng. Rồi bộ đen này em toàn bộ nè, chốt giùm em luôn đen chuột nè. Đen chuột 69 với 55 kg chút mã đen chuột. Đen chuột 69 với 55 kg ha, chút mã đen chuột giùm em toàn bộ đen chuột. Rồi tiếp qua này cục Gucci này, có một cục duy nhất thôi. Nó đâu ăn hết rồi. Ngố trời này em còn bộ hồng, chị nào lấy hồng chút hồng nha. Rồi Gucci này em còn một ri thôi, mấy chị chưa tới nữa. Hồng cho bé heo luôn là hết, mấy chỗ đó kìa. Rồi trắng 45 với 55 kg mấy chị chốt mở trắng 45. Trắng 45 với 55 kg mấy chị chốt mở trắng 45. Rồi trắng 45 giùm em nha, cái này có một ri thôi. Rồi đen cho em luôn 45, mấy chị lại màu nu nè. 45.000. Rồi chốt nu 45 mấy chị với 55 kg ha, chị nào lấy nu chốt nu 45. Nu 45 với 55 kg mà nu 45. Rồi qua cho em luôn là đen 45 mấy chị, anh lấy đen chút đen. Mấy chị bấm theo dõi trăng bay chưa? Chị Tâm Thiên lên số luôn đi chị. Bán giá cực kỳ mềm luôn ấy. Rồi đen 45 mấy chị với 55 kg ha, chốt mã đen giùm em nè. Nu nè. Trắng nè, 45.000 à. À, cái này khác mẫu nãy mấy chị. Cái nào nãy là chuột, còn cái này là Gucci, nó khác nha. Không có giống đâu. 45.000 một bộ cho em thôi. Cái này có mấy cái à. Chị nào lấy thì chốt có mấy bộ thôi. Rồi qua xếp bộ đi mọi người ơi. Xếp bộ này còn có mấy cái nè. Qua xếp bộ này cho em ha. 100.000 một set, một sơ mi Barbidol và một cái quần có 100 thôi đó, mai đi chơi uống cà phê đi chơi mới là. Rồi chốt giùm em luôn xanh 100 đi, xanh 100 với 57 kg ha, nu cho angle này. Rồi nu còn bộ thôi cho angle, hết nu rồi, hết nu rồi chị Ngăn Trần ơi, em còn trắng với đen nha. Rồi chế nào lấy xếp bộ Quảng Châu này chốt nè mấy chị, một cái sơ mi nè, một cái quần giỏ váy có túi này bán có 100 thôi. Rồi xanh 100 mấy chị dưới 57, 58 kg. Xanh 100 với 57, 58 kg. Rồi qua cho em luôn vàng 100. Cái này có mấy bộ à. Thôi bị dễ thương luôn. Vàng 100 với 57 kg ha, chút mở vàng 100. 57, 58 gì đó mấy chị. Cái mẫu này mang cực kỳ dễ thương. Rồi lên tiếp giùm em luôn là trắng 100 nè. Trắng 100 với 57, 58 kg. Mấy chị lấy trắng chút trắng. Ông thanh sao ông đếp em rồi nè. Rồi trắng 100 cho em ha, chị nào lấy trắng chút trắng nha, màu trắng này, màu vàng này, màu xanh nè. Dự kiến thứ ba sẽ xong. Chị Tâm Thiên với lại chị Dung Phan lên số đó chị. Mới có dự kiến thôi nha. Rồi lấy hồng chút hồng cho em luôn. Không thể ông tự trả lời đâu. Sao chết về rồi em không gắn rồi đó. Rồi hồng cho em luôn 100 mấy chị với 57, 58 kg. Chế thôi lấy xếp bộ thì chốt ha. Màu xanh, màu trắng, màu hồng, màu vàng. Nhiều người hỏi quá thì ông cũng mệt chứ sao. Rồi Gucci trắng này chị Ly Ly nè, ok tình yêu nè, 45.000 bộ nè. Ôi bộ này xuất sắc luôn mấy chị. Rồi hồng 100 nè cho chị Trang Sô Kiêu nè. Ôi bộ này cưng quá trời cưng luôn mấy chế ơi.
Rồi hồng luôn nha chị Phương Diễm, đúng không? Từ từ nha, để em có còn không nha. Đây. Trang cho kêu lên số đi chị. Không, 100 cho Phương Diễm nè. Phương Diễm lên số luôn đi chị. Rồi cọc này còn có mấy bộ mấy chị, 69 ngàn luôn mấy chị. Rồi nu cho em luôn 69 mấy chị, chứ 56kg nè. Bèo bèo này dễ thương chưa. Rồi chú giùm em luôn là nu 69. Lên quần chính tắc đi chị, hết rồi chị ơi, không có chính tắc đâu. Nô số 9 em còn 2 bộ nha, chị nào lấy thì chốt. Rồi cái sơ mi trắng này cho em luôn mấy chị, 89 ngàn. Sơ mi trắng 89 ngàn với 57kg ha, sơ mi trắng. Nô cho Trinh Trinh, nô cho Ngăn Trần nè. Rồi sơ mi 89 mấy chị ơi, dưới 60kg là hai line nè. Hết nu rồi mấy chị ơi. Trang sâu kêu lên số đi chị. Rồi này chốt giùm em luôn là trắng 69 nè. Dễ thương chưa? Rồi trắng 69 55kg mấy chị ơi, lấy trắng chút trắng nè. Hết nu rồi mấy chị ơi. Rồi áo xanh này cho em luôn 65 nè. Xanh 65.000 boris với 55kg ha, chốt mã xanh 65. Hai lớp xanh chốt xanh 65 giùm em ha. Xanh 65. Rồi vàng này cho em luôn 69 với 55kg mấy chị, chốt vàng 69 bộ ngố vải đẹp lắm luôn. Vàng 69 với 55kg ha. Trắng cho Tâm Thiên. Rồi vàng 69 chốt mã vàng 69 giùm em mọi người ơi. Cái này đơn một là gọi chút đơn cũng được, cái này nó còn lại là mấy vàng. Rồi cam cho em luôn 69 với 55kg ha, chốt mở cam nè, trời cái quần đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi cam cho em luôn 69 với 55kg ha, chốt mở cam 69 nè. Rồi trắng thì em còn một bộ luôn, chị nào đi trắng chút trắng 69. Trắng 69 với 55kg ha, chốt mở trắng 69 giùm em ha. Trắng 69. Vàng cho Hiền Nguyễn lên số đi bạn ơi, vải đẹp lắm, yên tâm luôn mọi người. Rồi tiếp giùm em luôn là đen nè. Đen 69 với 55kg mấy chị, ai lấy đen chút đen giùm em ha. Đen 69 với 55kg nguyên cho đen diễn mang. Đen 69 với 55kg. Rồi lên cho em luôn là xanh mơ 69 nè. Xanh bơ 69 nè, xanh bơ, bỏ vàng cho chị Thủy Lâm ghé em. Vàng qua cho chị Thủy Lâm đi. Cam cho Hiền Nguyễn lên số này bạn ơi. Trắng cho chị Diễm My này, là chị Lệ Quân ở dục bên kia. Rồi cam cho chị Trinh Trinh nè. Rồi chị nào lấy xanh chút xanh 69 với 55kg giùm em nha. Xanh 69 với 55kg mấy chị ơi, lấy xanh chút xanh nè. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em luôn là thỏ trắng. Thỏ trắng 69 với 55kg ha, chút mã thỏ trắng nè. Rồi thỏ trắng 69 với 55kg mấy chị ơi, lấy thỏ trắng chút thỏ trắng. Thỏ trắng 69 với 55kg ha. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã coban 69. Rồi coban cho em luôn 69 với 55kg mấy chị, chốt mã coban 69 nè. Coban 69 ngàn với 55kg ha, chốt mã coban 69. Rồi có bộ beo này còn 3 bộ mấy chị, lấy beo chốt beo 69 là đen nguyên ngọc nè. Rồi beo cho em luôn 69 ha, quần này dễ thương chưa. Rồi beo cho em luôn 69 mấy chị, với 55-56 chị nào lấy beo chút beo. Beo 69 ngàn với 55-56kg ha, chút mở beo 69. Ai lấy beo chút beo. Rồi ngố cho em luôn mấy chị 60 ngàn 40-60kg thôi mấy chị ơi. Đó ha. Thỏ trắng cho Nguyên Ngọc luôn hả? Kê chị nè. Thỏ trắng đây. Beo cho Kim Huyền nè. Áo trắng em đi chị, áo trắng gì vậy chị? Bê cho Ngân Trần này.
áo trắng về đây chị ơi, cái này sơ mi chút thì em luôn, sơ mi 89 với 60kg nè, bao cho Hiền Nguyễn luôn là hết nè. Rồi sơ mi 89 với 60kg ha, chút mở sơ mi 89 hay nó sơ mi chút sơ mi. Rồi quần ngố cho em luôn 40 với 60kg với chị có túi 2B. Quần ngố 60.000, 40 với 60kg có túi ha, chốt giùm em luôn quần ngố 60. Khẩu trang đang mang một set 50 cái 69.000 nha em ơi. BHP rồi chị ơi. Rồi đen 69 với 55kg, chị nào nó đen chút đen nè. Đen 69.000 với 55kg ha, chị nào nó đen chút đen. Có một chị mấy cái cục nguyên nguyên nữa qua đây. Sơ mi cho dọc xương 89 nè. Móc đồ qua đây luôn đi. Móc bộ đùi qua đây. Đùi nào còn cục mà đủ màu nên dọc qua đây. Rồi bộ đồ con xì này cho em luôn 45.000, chị nào lấy chốt nè. Rồi hồng cho em luôn 45.000 với 55kg mấy chị, chốt mã hồng 45 nè. Hồng 45 với 55kg mấy chị ơi, lấy hồng chốt hồng ha. Hồng 45 với 55kg mấy chị hồng. Rồi tím cho em luôn 45.000 mấy chị ơi, lấy tím chốt tím nha. Lên tiếp bộ đồ bộ ngố hay là lên áo đi mấy chị ơi, biết đường nè. Rồi tím cho em luôn 45, chị nói tím cho bộ tím 45. Tím 45 mấy chị với 55kg mà tím ha. Rồi qua cho em luôn là đậu nè. Đậu 45.000 với 55kg mấy chị ơi, lấy đậu chút đậu nè. Sơ mi có nơ nào ta? Đầu cho hình máy nè. Cầm lấy điện thoại. Đâu? Đó. Alo. Hình máy lên số luôn đi chị. Nghe ông tắt hết rồi. Bật vô điện lại. Rồi lên ngố thái này cho em luôn mọi người ơi, ngố thái áo quen. À cái này là đùi thái giùm em nha mấy chị ha, 89.000 nè. Rồi vàng cho em luôn 89 mấy chị, dưới 60kg nè. Dễ thương ha. Rồi chốt giùm em mấy chị. Vàng 89 với 60kg ha, lấy vàng chút vàng 89 nè. Vàng 89 với 60kg ha. Rồi qua cho em luôn mọi người ơi, một mã hồng, dễ thương chưa? Cái này đùi thái hai bên có túi giùm em nha mấy chị ha, vải cực mát luôn. Rồi chốt giùm em luôn là hồng 89 mấy chị dưới 60kg. Hồng 89 với 60kg, chốt mã hồng 89. Hồng 89. Vàng 89 với chị Tâm Thiên. Đó này đang cho em luôn là mở theo 89 nha. Theo cho em luôn 89, bộ này cân quá trời cân luôn nè. Rồi mở theo mấy chị chốt giùm em luôn là theo 89 nè. Dưới 60kg có túi nha mấy chị nha. Theo 89 với 60kg nó theo tiếp theo nè. Rồi qua cho em luôn mấy chị ơi, ba lỗ luôn, xuất sắc. Ba lỗ 89 mấy chị dưới 60kg ha, chốt mở ba lỗ. Ba lỗ 89 với 60kg giúp mã ba lỗ. Em qua em bắt chị có đi ngố là mình xinh đẹp đẹp đúng qua đây em. Có đủ màu vô đó. Màu y nguyên không? Có ngố nào y nguyên cục không? Rồi cam cho em luôn 89 mấy chị ơi, lấy cam chút cam nè. Cam 89 nha mấy chị dưới 60kg ha, chị nào lấy cam chút cam. Cam 89 mã cam.
ba lỗ ngăn 189 nè. Áo mấy chị đỡ xíu, ra xíu đây áo cho mấy chị. Rồi em còn ba lỗ xanh theo luôn với chị Thủy Thiên Khoa. Rồi em còn xanh đậu nè, chốt giùm em luôn là xanh đậu 89 nha mấy chị, dưới 60 cân có túi nha. Chốt giùm em luôn xanh đậu 89 nè, ba lỗ xanh đậu 89, cam đi trúc ly. Cái này thun thái mấy chị ơi, nó xịn ơi là xịn luôn. Rồi lên cho em luôn đậu cho mỹ mỹ. Rồi này chốt giùm em luôn là xanh đen, xanh lạ 89 nha, đẹp quá trời đẹp luôn. Nhận đồ rồi vừa ok shop nha, cảm ơn chị rồi Hiền Nô Thị nha. Rồi lên cho em luôn xanh lạ mấy chị, màu này lên đẹp nè. Rồi xanh lạ cho em luôn 89 cái mã xanh lạ. Mỹ mỹ lên số đi chị. Xanh lạ 89. Tiếp nè mấy chị. Đồ thái em còn ít lắm, tầm 20 bộ à. Rồi xanh lạ cho em luôn 89, màu đó đẹp lắm á. Rồi ngố này cho em luôn mấy chị ơi, ngố. Mỹ lên số đi chị. Rồi ngố này cho em luôn 101 nha mấy chị, dưới 60 kg nè. Ngố 101 cái 60 kg mấy chị có túi. Xanh lại cho Hiền Lam. Đặt hàng lên số giùm em đi mấy chén ơi. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, trắng 101 cái 60 kg này, chút mã trắng nè. Trắng 101 cái 60 kg mấy chị ha, ngố có túi nha. Trắng 101 cái 60 kg mấy chị ha, lấy trắng chút trắng nè. Rồi hồng này cho em luôn 89 với 60 kg mấy chị, sọc hai bên, cái này hồng sen đẹp lắm. Rồi hồng cho em luôn 89 với 60 kg ha, chốt mã hồng 89 nha. Hồng 89 với 60 kg mã hồng. Rồi mấy chị ơi, ngố con mố bò này dễ thương nha, chốt giùm em luôn mã vàng 99 nha. Rồi vàng cho em luôn 99 với 60 kg mấy chị có túi. Vàng 99 với 60 kg, chốt mã vàng 99. Rồi vàng cho em luôn 99, hồng 89 với Hạnh Nguyễn. Có đơn. Rồi vàng 99 mấy chị ha. Rồi lên cho em luôn là hồng 99 mấy chị, ngố thái có túi nè. Hồng 99 ngàn mấy chị, dưới 60 kg ha, chốt hồng 99. Hồng 99 với 60 kg ha, chốt mã hồng 99. Hạnh Nguyễn lên số chị. Có đơn. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, thể thao đẹp chưa? Rồi thể thao 89 nha mấy chị, dưới 60 kg ha, có túi nha. Thể thao 89 mấy chị, dưới 60 kg, chốt thể thao 89 nè. Rồi chốt liền thể thao đi chị ơi, một bộ hả? Vàng bao nhiêu tiền đây chị nhỏ Huỳnh ơi? Thể thao cho Mỹ Mỹ nè. Rồi chuột cho em luôn 89 mấy chị, dưới 60 kg ha, nó chuột chút chuột nè. Chuột 89 ha, nó chuột chút chuột giùm em nè. Chuột 89 mấy chị. Rồi tiếp giùm em luôn là beo 89 mấy chị, với 50 dưới 60 kg có túi nha. Rồi chị nói nó beo chút beo nè. À nó beo chút beo 89. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị hồng 89 nha, hồng 89 nè, thể thao có túi có viền nè. Rồi hồng 89 mấy chị dưới 60 kg, chút mã hồng 89. Dạ anh để lát em like xong em mới hạ được á. Rồi qua cho em luôn ca mấy chị, chuột cho Hiền Nguyễn có đơn rồi nè. Nhận được hai áo đẹp quá, cảm ơn chị Cẩm Nhung nha. Rồi lấy cam chút cam cho em luôn mấy chị, cam. Cam cho em luôn 89, chị nào lấy cam chút cam 89 giùm em nha. Cam này. Chuột hết rồi nàng ơi, hai lấy cam chút cam. Rồi hồng 69 với 55 kg mấy chị ta. Chị nhỏ Huỳnh á là chị lấy vàng bò đúng không? Vàng bò 99 đúng không chị? Rồi hồng 69 với 55 kg mấy chị, chốt mã hồng 69 thôi bộ à. Hồng 69 với 55 kg, chốt mã hồng 69 giùm em nè.
Rồi xanh cho em luôn 69-55kg mấy chị ăn lấy xanh chút xanh. Đó, hứa còn sót vài bộ thôi mấy chị ơi, nhanh tay luôn em qua mẫu khác. Cam đi nhỏ hình nè. Hồng 69 luôn cho Nguyễn Thanh Thảo nè. Rồi chế nào lấy xanh chút xanh 69 với 60kg luôn. Xanh 69 chút xanh. Nè mấy chị hàng này là đặt hết rồi mà chút đâu không nghe máy nè mấy chị chán vậy đó. Rồi xanh cho bơ bơ nè. Rồi này chốt giùm em luôn là thỏ 69 với 55kg đó, thỏ chút thỏ nha. Em lên hết hai cái chồng ngố này nữa rồi em qua áo với chị. Nãy giờ là ngố nhiều quá rồi. Rồi thỏ 69 với 55kg mà thỏ 69 giùm em nè. Đó vậy đó, đơn nào cũng có người hết rồi mà gọi hoài không nghe máy á. Chán chưa. Rồi đen 69 mấy chị với 55kg ha, chút mà đen 69 vải đẹp đó. Đen 69 với 55kg ha, chút mà đen 69 nè. Đen 69 giùm em với chị vàng luôn, một bộ duy nhất vàng 69. Vàng 69 với 55kg mấy chị ơi, lấy vàng chút vàng nha, bộ ngố mấy chị ơi. Chị tiên là rồi này nè, chị đâu có được đâu. Vàng 69 chị đâu có chốt đâu em. Chốt thì chị đâu em. Vàng bò ngố qua đây lượm bộ vàng ngố qua. Vàng ngố hôm nay là 99 cho chị nhỏ hình nè. Rồi lên cho em luôn là xanh mấy chị, xanh 69. Xanh 69 với 55kg ha, nó xanh chút xanh nè. Xanh 69 với 55kg ha, nó xanh chút xanh. Rồi nhỏ hình lên số đi chị. Cam 69 với 55kg mấy chị ha, lấy cam chút cam nè. Đó đó, vàng bò đó em. Vàng bò đó. Rồi cam 69 với 55kg lấy cam chút cam nha. Vàng này cho chị Nguyễn Thanh Thảo nè. Xanh luôn cho chị Phương Diễm nè. Ôi cái cam này xuất sắc luôn, xỉu đùng. À, lấy cam chút cam nha, cam này muốn xỉu luôn á, đẹp ghê luôn. Cam, đen. Cam cho Thanh Thảo luôn. À, lấy đen chút đen nha mấy chị, màu đen mặc siêu gọn người luôn á, dễ chịu. Đen 69 mấy chị rồi, hồng nè. Rồi chị nào lấy hồng chút hồng cho em luôn, 69-55kg ha, hồng đen nè. Hồng đen 69 nè. Rồi này chốt giùm em luôn là trắng 69-55kg nè. Trắng 69 với 55kg mấy chị ơi, lấy trắng chút trắng giùm em nha. Tiền NG không có nha chị. Trắng 69 với 55kg chút mà trắng 69 nè. Trắng 69. Rồi cái này chút giùm em luôn là beo 69 với 55kg mấy chị, hồng beo nè. Hồng beo 69 với 55kg. Hồng beo 69 với 55kg mấy chị, chốt mã hồng beo 69 giùm em ha. Hồng beo 69 với 55kg, chốt mã hồng beo. Đặt hàng lên đơn đổ hàng nha em ơi. Rồi xám 69 với 55kg mấy chị, chốt mã xám 69 nè. Xám 69 với 55kg mấy chị, ai lấy xám chút xám nè. Xám 69 nó xám. Hết cam rồi bạn ơi. Rồi hồng beo chị rốt ca nè. 69 nè. Rồi đem áo lại đây cho chị đi em. Áo ở chỗ cái chồng kính á. Ờ phía trước cái kính á, em thấy cái gì đó em đem lại đây. Rồi quần ngố cho em luôn 60.000, 40-60kg ha. Rồi chốt mã quần ngố cho em nha mọi người. Bơ bơ không nhớ nè em ơi, thua luôn á. Rồi đem cho em luôn quần ngố 60 với chị, 40-60kg giùm em nha. Ai đó quần ngố chút quần ngố mấy chị ơi. Rồi từ từ đây. Không. Rồi bây giờ là chuyên một áo nha. Nãy bộ đuôi đâu cắt kiểu đà điểu rồi. Bây giờ là chuyên một áo nè. 7-16. Rồi bây giờ lấy siêu phẩm áo mấy chị, áo cắt kiểu luôn nha mọi người nha. Xám nhỏ hình nè, có số chưa? Rồi đọc em là cái gì? Xám nè, nhỏ hình nè. Tiền NG không có đó chị, cùng bên sau không có đâu. Rồi em qua nha mọi người nha. À chị nào bờ sau này lấy cái ngọc không bị trốn nè. Chị phải chuyển 500 nha. Đi hàng là chồng hết đi đơn nha.
Rồi Ngọc kem luôn 69 với 55 kg ha, chốt mở Ngọc 69. Chị lấy 100 là sao chị? Chị nào lấy Ngọc chốt Ngọc giùm em nè. Lấy 100 lộn xộn đúng không? À 100 cái hả chị? 100 lộn xộn thì chuyển qua 5 triệu rưỡi. Chuyển qua 5 triệu rưỡi nha chị. À đúng rồi chị, vậy chuyển 5 triệu rưỡi chị. Rồi nhanh luôn mấy chị, qua áo kiểu. Dạ rồi dạ. Áo kiểu nó áo mua rip nè, dề tay nè, thun giấy nè, thun phong nè, nói chung các kiểu con là điểu luôn. Ô. Còn hồng không em hả? Còn chị còn hồng. Ờ à, không dùng đơn em ơi, mua hàng một la đi đơn thôi em ơi, chứ không có dùng đơn mất cái đơn không có giữ được. Không ai mà giữ đơn dùng được, thế nó đông lắm nhiều không có chốt được đâu Văn ơi. Không có dùng được đâu, nó tùm lum hàng hết, nó mắc là hết. 89 cho Lucy Trương nè. Hồng hả? Hồng này hả chị? Hồng này đúng không? Hồng này thì chốt hồng số 9 cho em nè. Phải cái này thì chốt hồng số 9 nha, với 55kg nha. Rồi em qua áo hả chị? Rồi áo cấp kiểu con đà điểu luôn mấy bà ơi. Rồi qua mấy chị luôn áo Boris form bình thường là chắc áo Boris này em Nhi đang mang nè mấy chị nè. Rồi xanh cho em luôn 65.000 với 55kg mấy chị, chốt mở xanh 65 nha. Rồi xanh cho em luôn 65.000 với 55kg nè. Rồi cam cho em luôn 65 mấy chị, ai lấy cam chút cam nè. Form bình thường cho em luôn nhất lách lắm, áo thì mang lên form hơi gì đẹp luôn. Cam 65 mấy chị với 55kg ha. Rồi qua cho em luôn hồng. Áo này chắc Boris form bình thường cho em, mấy chị thấy còn là cứ kiếm không thôi. Hàng đúng đẹp nha mấy chị ha. Co giãn thoải mái đúng không? Mang sướng lắm. Chắc mềm. Không nhăn không sụt không sẹo cho em nha. Đấy. Cái này còn có 3 cái thôi. Chị nào lấy thì chốt 65.000 một áo. 65.000 mấy chị nè, mấy chị hàng nè. Yên tâm đi mua hàng cho xem hàng đó, chị cứ yên tâm mua hàng cho em. Bán giá là cực mềm luôn, hàng không qua trung gian luôn mấy chị. Nên là em bán giá nó mềm lắm. Cam luôn cho Hạnh Nguyễn nè, xanh cho Xuân Thanh nè. Rồi lấy cam nữa không, một cam là đen trắng da mê lì luôn á. Rồi hồng luôn á chị, 65.000 nha. Rồi còn 2-3 cái gì nào lấy chốt nè, tiếp qua nè. Áo Boris mà như áo em đang mang vậy đó mấy chị. Bao mấy chị chắc liệu vải luôn. Rồi cam thấm nhôi nè. Trời ơi, áo này chắc ngắt xỉu con này điểu quá mấy chị ơi. Áo này trời đất ơi, áo này mang đi một phát là ngắt ngay luôn mấy chế. Rồi lên cho em luôn là trắng 65, đẹp vậy. Rồi trắng cho em luôn 65, cam 65 cho Loan Loan. Rồi áo này xinh quá mấy chị ơi, kiểu bên nè, xuất sắc chưa, mẫu hết luôn. Rồi trắng 65 mấy chị với 57kg. Trắng 65 với 57kg mấy chị màu à. Rồi lên cho em luôn là xám 65 nè, hay lấy xám chút xám nè. Hàng Boris túi chiếc hàng xịn nhé. Mấy chị ra ngoài mua là phải 100.000 em nói thiệt luôn á. Rồi màu xám chuột mấy chị, trang khuyết điểm cực thì tốt 65.000. Xám 65.000 chị nói lấy xám chút xám nè. Rồi qua cho em luôn một cái em màu nu. Trời áo thì mang lên cực kỳ sang luôn á trời. Rồi nu cho em luôn 65 chị nói lấy nu chút nu nha. Chị Loan Loan lên sớm đi chị. Xám nè. Cam hết rồi chị Thị Trang ơi, mẫu này em còn hồng 65. Chị lấy hồng 65 này, chốt hồng 65 dùm. Xám cho Hiền. Xám cho Hiền trà lên số đi chị. Trắng cho Hầu Lê 65 nè. Xám còn cái cho Hiền Lam nè. Phôm rộng có luôn nàng ơi. Em đang lai áo này, áo đủ các kiểu đà điểu luôn. Áo nào cũng có. Thêm một cái hồng cho chị Hầu Lê nè. Trời ơi cái nu này đẹp dữ vậy trời. Mặc lên phôm chị ơi, đúng sang luôn mọi người. Phôm bình thường nữa, kiểu bên đẹp quá. Rồi nơi chế nào lấy nu thì chốt nu giùm em đi, mượn nu là nhất đó. Cái cục nào ngoài kia còn đúng không, ra bóc chị miếng nữa coi. Cục này nè, hôm qua cục này chị chưa bán. Rồi lấy đen chút đen mấy chị ơi, đen nè. Chị Hào Lê, chị Hiền Trà, chị Hiền Lan với lại lên số đi chị. Rồi đen cho em luôn 65.000 mấy chị với 57kg ha. Áo kiểu đẹp quá cho đẹp luôn. Chị Loan Loan lên số luôn chị. Đặt hàng lên số lên dòng giùm em mấy chị, xám xu đi lùng ghé nè. Đặt hàng lên số giùm em mấy chị ơi. Trời ơi cái này nó đẹp quá đi. Mai Phương nè. Áo đúng đẹp luôn, cái màu đen nè trời. Nhìn cái màu đen mà mê xỉu quá.
đang mặc lên cực kỳ trắng da luôn. Áo này mang đẹp lắm cô, bình thường nha, nhìn nó xịn mà nó đẹp lắm, trắng trăm phương ghé nè. Rồi chị nào đi đen chút mã đen 65 nha. Đen Hào Lê Huyền Loan với lại Loan Loan lên số đi chị. Rồi nu cho Loan Loan này lên số liền cho bạn ơi. Rồi lấy nu nó chút nu giùm em nha. Trắng này dễ phối đồ này. Áo da ra xịn ơi là xịn luôn á chị, mà kiểu phía dưới nè. Rồi chị nào lấy thì chút thêm nha mấy chị ha. Rồi một trắng nè, một xám nè cho chị bóng may nè, 55kg mang đẹp bà ơi. Hết xám rồi mới chết. Hết xám mình Trúc Linh ơi, còn 3 màu nè. Trắng cho Văn My nè, 65 nè. Áo này mang đây là nhất nách luôn. Đặt hàng lên đơn không đổi hàng giùm em, mấy chị mua hàng chắc chắn một lần không đổi hàng nha. Rồi cam luôn cho chị nè. Cam nu 98 nè. Chị nào lấy đen thì chút đen nè mấy chị, 3 màu thôi. Còn ba lỗ trái tim nào ta? Không phải là hết bộ chị, bộ rất là nhiều, nhưng mà nãy giờ em lay 2 tiếng bộ rồi, bây giờ em phải qua cái khác. Chứ giờ lay bộ mấy ai mua. Rồi đen 65 á chị, màu đen nha. Màu trắng nè. Màu căng sữa nu nu nè, chị nào lấy chốt số 5.000. Rồi qua nha. Áo này mang gọi là không đẹp không có tiền luôn á mấy chị. Rồi lên tiếp mấy chị luôn, một siêu phẩm đuổi sốt nè, cái này còn mấy cái à. Áo này đẹp nè mấy chị ơi, chắc này giờ người ta đang mang nhiều lắm. Rồi đen cho em luôn là vàng số 9 nè. Trắng chiến lắm nè. Chị Hào Lê lên số đi chị. Rồi đen cho em luôn mấy chị vàng số 9 giùm em đi ha. Chắc đủ shop siêu đẹp luôn. Màu vàng, màu xanh bơ, màu hồng với màu đen nè, còn mấy cái nè. 69.000 với 58kg mấy chị, phong bình thường. Vàng số 9. Hả chị bỏ hai chú, chị chú hai cái cho chị rồi. Nãy cũng may có một cái nè. Hai cái chứ. Trắng đen chị bóng may nè. Đen chị tăng thiên nè. Đen cái cuối cùng. Và cho cẩm nung số 9 nè. Hết vàng rồi chế ơi, qua cho em luôn màu hồng nè. Rồi hồng cho em luôn số 9 nha, có khẩu trang y tế 1% bé có luôn. Có luôn bà ơi, bao nhiêu tuổi. Xanh bơ số 9 giọt xương nè. Đen số 9 là thoa thoa. Thí hoa tạ đúng không? Rồi ai lấy hồng chút hồng số 9 nha mấy chị, với 58kg, 40kg thì bao cũng được. Cái này chắc bắn sốt luôn mấy bà ơi. Rồi bơ nè. Vì nó đã xanh bơ, chút xanh bơ số 9 nha. Còn hai cái thì em hết rồi. Chắc này đẹp lắm, nó thiệt luôn, nào cũng đẹp, áo ốc kiểu toàn xinh không à. Rồi em còn hồng với lại xanh bơ số 9 nha mọi người nha. Xanh bơ luôn cho chị Phi Duy nè. Thủ phía sau hết rồi nàng ơi, áo đâu mang có bán chị hết rồi. Xanh bơ em hết rồi, bây giờ còn hồng. Bây giờ em còn hai cái hồng được không? Chốt hồng giùm em đi mấy chị cho nó hết mẫu luôn. Em còn hồng số 9 thôi. Hồng số 9. Ủa cái này ngoài kia còn không em? Cái cục này nè. Cái top này nè. Rồi trắng này cho em luôn 45.000 mấy chị, da ra thun giấy. Hồng nhỏ hình này còn cái cuối cùng nè. Áo gì bán 100.000 cũng được luôn mấy chị, vải đẹp quá trời luôn. Rồi cái trắng này cho em luôn mấy chị, trắng. Trắng 45.000 với 58kg mấy chị, da ra thun giấy nha, có 3 cái. Rồi đen cho em luôn trắng mấy chị 45. Rồi đen cho em luôn 45 mấy chị, da ra thun giấy giùm em đẹp dã man. Rồi đen 45 mấy chị với lại trắng 45 giùm em luôn với 58kg nha. Áo em như còn có 4 cái mấy chị, bán 45.000 cho mọi người luôn. Cái này em còn hồng. Chị nào lấy hồng chút hồng 69, còn cái hồng thôi. Trắng luôn cho chị Thí Hoa Tạ này. Trắng đen 45 lên đơn kèm số điện thoại cho em mấy chị. Rồi một cái siêu phẩm cổ vuông mấy chị ha, cổ vuông này xinh nè. Xinh chưa? Trời ơi. Cổ vuông mấy chị mà còn lay bầu nữa, xuất sắc luôn. Đen nè. Thí Hoa Tạ này. Mẫu này cưng này mới chế, mặc lên tôn da cực kỳ luôn ha, tôn dáng lắm luôn. Vừa cổ vuông mà lại vừa lay bầu nữa mấy chị, mà có 50.000 thôi, mà chắc này mang cực đỉnh luôn. Rồi lên cho em luôn mã trắng 50 mấy chị nha. Trắng 50 với 55kg nè, màu gạch 50 nè. Xanh bơ 50 nè.
màu hồng nè, màu đen nè, trời ơi áo này đẹp quá. Ôi cái này màu màu xám chuột chứ. Cái màu này màu xám chuột mấy chị ơi, xám chuột 50. Còn xế hôm qua 101 mặt like không nghe hết rồi chị ơi. Chu cha hôm qua tao hỏi quá trời cũng chị đâu có bán đâu mà. Giờ 50 cho bơ bơ này. Cái này là màu màu xám chuột mà nó đen thôi à. Xám chuột mà nó đen mấy chị. Chứ không phải màu đen đâu. Chị nào lấy xám này chút xám nha, mất công gì mấy chị kêu là không đúng màu nó chết luôn. Xanh bơ 50 cho bỏ Yến Nhi nè. Xám chuột có mấy chị, ai lấy xám chuột thì chốt xám chuột 50. Bỏ Yến Nhi lên phối đi chị. Xám chuột 50 nha, trời ơi cái màu hồng này mặc lên yêu liền luôn, trẻ trung skin luôn. Rồi hồng cho em luôn 50 với 55kg ha, chút mã hồng nè. Đó. Rồi bắt chị cục nữa đây em ơi. Màu trắng nè. Vàng 45 là cái mã nào vậy chị, em ơi thấy cái nào vàng 45 đó. Rồi cái này chốt giùm em luôn màu xanh. Lấy một cái phục này nữa. Rồi trắng 50 cho bóng mai. Hôm qua ai gọi đơn hướng dương vậy. Rồi ai lấy xanh chút xanh giùm em luôn 50. Xanh 50 với 55kg mã xanh 50. Hồi sáng có vấn đề gì đây mà chị lên chị nói nè. Sao đổi hàng đặt 5 cái xong cái em chỉ đặt nó gì á, còn một cái gì nữa xong cái là không có cái đó, cái em mới nói là bây giờ không có chị lấy 5 cái này được không, cái nói là sao đặt 6 cái bây giờ còn có 5 cái miếng không chị, kỳ qua kỳ lại gạch 50 cho Nguyễn Thị Phương Trinh, gạch cái xanh bơ cho chị Nguyễn Thị Phượng 50. Áo mông có bán đâu chị, xám chuột của chị bóng mây 50. Hết gạch rồi nha chị Hiền Muội ơi, muốn gạch đâu, của Trang 4 tuổi có, của Trang y tế 4 tuổi thì 100.000 ba hộp nha. Không có đen đâu chị, không có đen đâu, màu xám chuột. Rồi ai lấy xanh chút xanh cho em luôn 50 nè, màu xanh này màu hồng này dễ thương lắm, mai đây trắng da lắm, cưng lắm. Hồng 50 nè, hồng 50 cho Mỹ Lệ Nguyễn Thị nè. Hồng 50 luôn nha chị, Sally Trương lấy số đi chị. Phương Trinh lấy số đi chị. Hồng đẹp lắm. Còn cái màu trắng này á thì mấy chị dễ phối đồ, ai lấy trắng thì chút trắng. Xám luôn á chị giọt xương nè. Cái bộ bính đó hôm qua bán được lắm đó chị, không có hàng bán. Hồng á chị Phan thì 50 nè, hồng á chị Ngô Hương nè, cái màu hồng này đẹp lắm luôn á. Rồi chế nào lấy trắng thì chút giùm em trắng nha. Nguyễn Thị Phương Trinh lấy số đi chị. Hồng một cái cuối cùng luôn mấy chị ơi, xanh bơ siêu trắng da, bà nào mà trắng nào quất cái màu xanh bơ liền đi mang trắng da đó. Rồi lấy xám chuột là chốt xám chuột giùm em ha. Rồi tiếp qua nè. Ai áo này thì qua dùng nha. Xanh bơ bóng bay nó có chưa ta? Này bóng bay có chưa? Chắc chưa đâu. Có một trắng và xám chuột thôi. Rồi tiếp tục cho em luôn mấy chế ơi. Rồi nãy giờ là lên bình thường phải không? Bây giờ em lên crop top cho mọi người nha. Boris crop top luôn mấy bà. Chắc bao bền. Thêm một cái xanh luôn nha chị Mỹ Lệ Nguyễn Thị nè. Rồi bây giờ em còn màu hồng, màu trắng với màu xám chuột nha mọi người nha. Rồi lên cho mấy chị luôn, mấy chị Boris crop top, hàng Boris tối chip cho em luôn 65.000 nha mọi người ơi. Rồi chốt cho em luôn là vàng 65 nè. Vàng 65.000 với 55kg mấy chị, chốt mã vàng 65. Vàng 65.000 nè. Màu màu trắng, màu đen, màu hồng mấy chị, áo này còn mấy cái. 65.000 một áo nha. Hết xanh rồi chị Bất Chi Lê ơi, không còn xanh đâu. Áo dài tay nó còn màu màu trắng, màu xám chuột với màu hồng. Rồi đen cho em luôn. Cho lên số đi chị. Đen 65.000 với 55kg mấy chị, chút mở đen 65 nè. Cắt bô rip cờ rất tốt giùm em nha mấy chị ơi. Rồi trắng cho em luôn 65.000 mấy chị, bô rip phải xịn lắm. Trắng 65. Chắc này đúng xịn luôn, em nói thiệt với mấy chị một câu là cực kỳ là xịn. Maliform đẹp lắm á. Trắng luôn cho chị Dương Nguyệt Ánh này lên số đi chị. Ồ, một cái trắng duy nhất luôn. Vàng luôn chị Ngô Hương, một cái vàng duy nhất luôn. Rồi ai lấy đen chút đen quá chị ha, một đen một hồng. Một đen một hồng cho em luôn mấy chị, số 5 nè. Hết rồi chị ơi, hết trắng rồi. Em còn hồng chút hồng số 5. Áo này mai đang cưng lắm.
Rồi em còn đen hồng số 5.000 nha mọi người, với 55kg nha. Các vô rip thì nó chị yên tâm rồi đúng không? Mang cực kỳ thoải mái luôn. À, với lại không có vấn đề là bị xù bị sệ gì hết. Đôi 20 đó cha. Hết trắng rồi chị ơi, hết trắng rồi. Em còn màu hồng với màu đen à. 45kg mặc vừa nha chị, còn hồng với đen. Em dùng cho chị máy cục áo vô đây em. Vô kính vô đây. Rồi này, cái này là form bo rip form bình thường giùm em nha mọi người ha. Vàng đen hả, bây giờ còn đen. Đen số 5 mà chị bóng mây hết vàng rồi chị, hết vàng rồi. Áo 65 của tối lớp em chỉ còn màu đen với màu hồng thôi. Rồi lên áo bo rip trơn mấy chị, bo rip trơn form bình thường này. Bo rip trơn form bình thường giùm em luôn, chốt giùm em luôn là mã xanh 65.000. Xanh 65 nha. Màu hồng nè, màu đen, màu đỏ, màu trắng nè. Cái này bo rip trơn bình thường mấy chị mặc quanh năm luôn, có đi làm đi ơi cũng được. 65.000 form bình thường giùm em ha. Phải bền lắm. Rồi trắng 65 mấy chị, cái 55kg này mã trắng 65 nè. Rồi đỏ cho em luôn 65.000 mấy chị, chốt mở đỏ 65. Đỏ 65.000 với 55kg ha, mở đỏ màu đen. Chị nào lấy đen chút đen nè. Đen 65.000 với 55kg mấy chị, ai lấy đen chút đen. Đỏ, trắng. Bôi đít trơn phô bình thường mấy chị mang đi làm đi ơi, vẫn được. 65.000. Xanh số 5 cho heo kênh lì nè. Ai lấy mã trơn thì chốt mã trơn giùm em ha. Rồi một áo tiếp cho em luôn, chị áo này xinh nè. Áo này là cổ vuông nha mấy chị, mà đây bầu tay ngắn ha. Cân cho áo này đây phôn cực xinh luôn. Rồi hồng cho em luôn 50 với 55kg mấy chị. Hồng 50, màu trắng, màu đen, màu nâu. Rồi mẫu này em như có 4 màu ha. Rồi nu này cho em luôn 50 với 55kg mấy chị, ai lấy nu chút nu nè. Áo này len form dễ thương lắm. Rồi trắng 50 mấy chị với 55kg nè, trắng nè. Cái này len bầu tay ngắn mấy chị, len form cân nha, form vừa không ngắn không dài mọi người. Mang với quần riêng quần lê hay gì cũng xinh. Rồi đen này cho em luôn 50 với 55kg ha, đen nè. Nu dục xương 50 này len form đẹp lắm. Áo len form đẹp lắm mấy chị. Xanh hồng 65 cho bích chi vỏ này, xanh hồng là áo áo trơn đúng không? Xanh hồng 65 nè. Rồi chị nào lấy áo này chốt giùm em nha, vừa cổ vuông mà vừa lê bầu cân. Cực kỳ cân luôn, có 50.000 thôi mấy chị. Hồng 65 cho anh Nguyễn Nguyễn nè. Rồi lấy hồng 50, chốt mã hồng 50. Hồng 50 nha mấy chị ha, trắng 50 và đen 50 giùm em nha. Quần ôm bông mì hả chị, không có, chị ôm ôm bông mì. Trắng cho Hằng Nguyễn này, trắng 50 hả chị. Trắng 50 đúng không, chút mà trắng 50 giùm em nè. Bôi đít trơn màu đỏ 65 luôn cho chị Mỹ Lệ Nguyễn Thị nè, ok tình yêu nè. Bôi đít đỏ 65 cho cô Ba nè. Áo này là trơn dễ mang mà. Rồi chế nào lấy áo 50 thì chốt mã áo 50 cho em. Lê 50 cho Phụng Nguyễn, lên số cho em đi chứ đẹp ơi. Ôi cái áo này xinh nữa chị, hình như có cổ hay sao á con. Còn mấy cái nè. Rồi lên áo có cổ cho em luôn mấy chị ơi, có cổ 70 nha. Có cổ 70 mấy chị, bo rip luôn nhưng mà form bình thường nè. Rồi hồng 50 cho Nguyễn Thị Thu Thủy nên lấy số đi chị. Hồng đúng không? Hồng 50 lấy số giùm em luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn hồng. Hồng cho em luôn 70 với 55kg mấy chị. Bo rip có cổ form bình thường nha. Hồng 50, á à, hồng 70. Hồng 70 mấy chị với 55kg, bo rip form bình thường. Rồi đậu mấy chị chốt giùm em luôn là đậu 70 nè.
đậu 70.000 với 55 kg đậu ha. Hồng đậm tay dài á chị, để đưa cái đó qua đây. Hồng đậm tay dài đây nè. Nãy giờ chưa like có cổ nữa mấy chị, Boris có cổ nha. Giá nào lấy thì chốt. Rồi xanh mạ giùm em luôn 70 với 55 kg ha. Chốt mã xanh mạ 70. Thôi chắc đúng bề luôn á mấy chị. Rồi xanh mạ cho em luôn 70. Nu 50 hết rồi chị Ly Ly ơi. Áo 50 em còn một trắng, màu đen với màu hồng nha. Rồi đen cho em luôn 70 với 55 kg mấy chị. Chốt mã đen 70 nè. Đen 70 với 55 kg giùm em ha. Xám chuột 50. Xám chuột 50 là chị... tay dài đúng không? Xám chuột 50 tay dài. Chị Hằng Nguyễn với lại chị Nguyễn Thị Thu Thì lên số đi chị. Xanh bơ, xanh bơ cho bác Chi Lê. Xanh mạ luôn cho chị dột xương. Đen cho chị Lệ Lệ 50 kg, mấy 50 mang vừa nha, áo đâu mang không có đâu chị. Chị Nguyễn lên số đi chị. Rồi xanh đầu cho em luôn 70. Rồi ai lấy hồng chốt giùm em luôn, hồng 70. Áo cổ này phô bình thường chắc bền lắm, Boris nha. Rồi trắng này cho em luôn 70, chút mã trắng 70 nè. Rồi trắng cho em luôn 70, lấy trắng chút trắng 70 giùm em. Áo này chắc áo Boris nhưng mà phô bình thường đó chị nha, mang đi làm đi chơi dưỡng được. Phải bền lắm. Chị Hiên Mụi, chị Hằng Nguyễn với lại chị Nguyễn Thị Thu Thi lên số luôn đi chị. Hồng 70 cho Phan Thì. Đó là xanh mạ, nó không còn cái xanh mạ cuối cùng nè mấy chế. Xanh mạ nha. Màu xanh mạ nè, màu trắng nè, màu xanh đậu nè. Rồi em như còn 3 cái nữa là hết nha. Màu trắng, màu xanh mạ với màu xanh đậu mấy chị 70. Rồi còn 3 cái nè em như thế. Xanh mạ cho chị Bóng Mai. Rồi còn trắng với xanh đậu. Em còn trắng với xanh đậu, chị nào lấy chốt nha. Rồi đen cho em luôn 65.000 với 55 kg mấy chị. Cái này Boris form bình thường nha. Rồi chốt đen 65 giùm em mấy chị với 55 kg nè, mở đen 65. Đen 65 với 55 kg ha. Rồi xanh nè. Xanh 65 với 55 kg mấy chị, sọc Burberry giùm em luôn. Xanh 65.000 với 55 kg ha, chốt mã xanh 65. Rồi thỏ cho em luôn 65.000 mấy chị, chốt mã thỏ 65 giùm em ha. Cái này phô bình thường hết nha. Thỏ 65.000, mã thỏ 65. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, sơ mi bò 89. Sơ mi bò cho em luôn 89.000 với 60 kg mấy chị, phô rộng nè. Chị Hằng Nguyễn với lại chị Nguyễn Thị Thu Thì lên số đi chị. Đen 65 nè. Thí hoa tạ nè. Xanh đầu 70 cho riêng Dương Nguyệt Anh Ánh nè. Rồi sơ mi bò 89 cho mấy chị dưới 60 kg. Sơ mi bò 89 với 60 kg ha, chút mã sơ mi bò. Sơ mi bò 89. Rồi em còn thỏ 65, chị nào lấy thỏ chút thỏ 65 giùm em nha. Đen mở kia hết rồi. Rồi sơ mi hồng cho em luôn 89 mấy chị, hơi bị cưng luôn. Sơ mi hồng cho em luôn 89 với 60 kg ha, cái này mang đi làm đi chơi gì cũng được. Tiếp Đà Nẵng hả? Đà Nẵng mua 3-4 cái thì cũng 30 thôi chị ơi. Sơ mi bò, sơ mi hồng. Mấy chị lấy thanh số đi chị. Mấy chị lấy, mấy chị lấy màu giùm em cái nha. Ôi cái này xinh vậy. Rồi rêu cho em luôn 65 mấy chị với 55 kg mấy chị, Boris nè, bộ vuông nè. Rêu 65 với 55 kg mấy chị, chốt mở rêu 65. Thỏ đen luôn cho Phạm Thị Thùy nè. Đặt hai sản phẩm bất kỳ đi đơn giùm em nha mấy chế ơi. Rồi trắng cho em luôn 65.000 mấy chị với 55 kg. Ui áo này mang lên chút nách luôn, phong bình thường. Trắng 65 với 55 kg mấy chị, chốt mở trắng 65. Rêu luôn chị Quỳnh Hoàng lên số đi chị ơi. Sơ mi vàng hả? Ôi chị gì tiếng Anh này giờ đọc sao? Rồi đen 65 mấy chị với 55 kg. Đen 65 với 55 kg mấy chị, chốt mở đen 65 nè. Rồi này chốt giùm em luôn là trắng 89 mấy chị. Trắng 89.000 với 65 kg giùm em luôn, form rộng thái chuẩn luôn. Hàng 88 nè mấy chị, hàng xịn lắm.
trắng 89.000 mấy chị, với 65kg ha. Chốt mã trắng 89 hàng theo luôn mọi người. Chị Phạm Thị Thi với lại chị Quỳnh Hoàng lên số Quỳnh Hoàng, chị cũng thích quay cho chị đây. Chị Quỳnh Hoàng chị lấy sơ mi gì vậy, màu gì? Phạm Thị Thi lên số chị. Áo này em còn đen số 5 với trắng số 5, chị nào lấy chốt nha. Đơn giản với chị nhưng mà cổ vuông với chị mặc lên form đẹp đó. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã 165.000 nè. Xanh đầu 70 cho chị Nguyệt Ánh có rồi chị. Rồi lên cho em luôn là mã 1. Mã 1 65.000 với 55kg ha. Chốt mã 165. Mã 1 65.000. Rồi qua cho em luôn mã 2 65.000. Mấy chị chốt mã 2 65 Boris form bình thường nha. Mã 2 65.000 với 55kg. Chốt mã 2. Mã 1 Phạm Thị Thùy sơ mi vàng, chị kia chốt rồi chưa, chưa ai chốt sơ mi hết á. Sơ mi vàng chị Quỳnh Hoàng này. Rồi đen cho em luôn 45.000. Đen 45.000 cho em luôn mấy chị ơi. Dưới 58kg ha, chốt mã đen 45 nè. Đen 45. Mấy chế ơi. Rồi áo đen mấy chị lay bầu này trơn không mấy chị nha, nhẹ tay. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em là mã 3 đi. Rồi mã 3 cho em luôn 45.000 với 55kg mấy chị. Mã 3. Mã 2 màu trắng ok chị. Trang hồng 65. Rồi mã 3 45 mấy chị, mã 3 45.000. Chắc không lạnh mắt rượi luôn. Mã 3 45.000 với 55kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã trắng sọc số 5.000 mấy chị, Boripo bình thường nè. Rồi trắng sọc cho em luôn 65.000 mấy chị với 55kg ha, chốt mã trắng sọc. Trắng sọc 65.000, mã 3 chị Trang Hồng này 45.000. Á đang mang hết rồi chị ơi. Rồi một em sơ mi này cho em luôn mấy chị, sơ mi có một cái thôi, phông rộng sơ mi 50. Sơ mi 50 chứ 60kg cho mấy chị phông rộng nha. Trắng sọc cho Nguyễn Ngọc nè. Rồi lên cho em luôn là xanh sọc. Xanh sọc 65 mấy chị với 55kg phong bình thường. Xanh 65.000. Đen phong bình thường hay sao? Đen nào ta? Rồi xanh sọc 65.000 với 55kg. Rồi qua cho em luôn xanh lạ 65.000 mấy chị. Chút mã xanh lạ 65. Xanh lạ 65.000 với 55kg. Chút mã xanh lạ nha. Đen 45 là chị Thảo Lan. Rồi xanh lạ cho em luôn mấy chị 65. Dưới 55kg full rip bình thường. Đắng sọc em hết rồi. Rồi đen thỏ 65.000 với 55kg mấy chị ơi. Đen thỏ 65.000 với 55kg full bình thường nha. Chút mở đen thỏ đây. Em còn một cái xanh sọc nè. Chị nói lấy xanh sọc thì chốt 65.000 ha. Rồi trắng 45.000 mấy chị với 58kg. Trắng 45.000 với 58kg. Chút mã trắng nè. Trắng 45. Rồi cái đen đuổi xốp này cho em luôn là 69 nè. Đen 69 mấy chị ơi. Còn xốp cái này đen 69 với 57kg. Xanh lạ hết rồi. Đen 69 với 57kg mấy chị. Chút mã đen. Đen 69 nè. Trắng 45 mấy chị Trang Hồng nè. Rồi sơ mi mấy chị ơi 89.000. Sơ mi kiểu 89.000 mấy chị dưới 60kg ha. Chút mở sơ mi 89. Đen 45 em còn cá này chị nào lấy đen chút con quên. Trắng này. Trắng 45 em như còn cá này chị nào lấy trắng. Trắng 45 này xanh lại em hết rồi. Rồi đen thỏ chị Thùy Trang nè 65 nè. Đen 69 là Phan Hiền nè. Rồi em còn một cái hồng 69 mấy chị, cắt đũa xốp đẹp lắm luôn. Đây, à, hồng 69 nha mấy chị với 57kg ha. Chốt mã hồng 69. Hồng 69. Rồi trắng 45.000 em còn cái mấy chị. Mã trắng 45 với 57.8kg. Trắng 45 em diễn mi luôn rồi hết. Hồng 69 nó thấm nhau rồi nè. Thì Trang lấy số đi chị. Rồi bữa nay em chỉ lay bộ với áo thôi mấy chị ơi, không có quần đâu.
Rồi ba lỗ cho em luôn 40 cái 55kg ha. Chú bảo ba lỗ 40. Mấy chị mua quần gì? Ba lỗ 40 cái 55kg. Mấy chị ba lỗ có cái thôi. Ba lỗ 40. Rồi cổ đen này cho em luôn 70 mấy chị. Chốt cho em luôn là đen 70 với 55kg nha. Có cổ form bình thường cho em. Rồi đen 70 cái 55kg. Chú bảo đen 70 nè. Đen 70. Khám nhau lên số đi chị. Trời ơi, cái này xinh vậy. Rồi đen này cho em luôn 50 với 55kg. Mấy chị có cổ rất tốt nè. Phạm Thị Thùy nè, ba lỗ 45 nè. 40 Thùy Trang với lại thắm nhau lên số đi chị. Có ba lỗ đâu 40. Thắm nhau có đơn rồi. Rồi ai lấy đen cổ 50 cổ rất tốt thì chốt chứ thương lắm 50 à. Chốt đen 50 giùm em ha. Rồi đen này cho em luôn 45.000 với 57kg nè. Chốt mở đen 45 nè. Chắc Zara thun giấy giùm em. Rồi đen 45. Đen 45, đen 50 cho Thu Trinh nè, có cổ nè, có rút tóm nè. Nãy có đơn rồi, ok bà ơi. Rồi sọc này cho em luôn 50 với 55kg, dễ thương lắm coi, nhận thoải mái. Rồi sơ mi hồng 89 với Diễm My. Đen 45 với Trang Hồng. Rồi sọc 50 với 55kg, mở sọc 50. Sọc 50 với 55kg, ui trời ơi. Đen sọc 65.000 với 55kg mấy chị. Đen sọc 65.000 với 55kg thôi mà. Đen sọc 65. Đen sọc 65. Ba lỗ. Mấy bạn kia Phụng Minh lâu lắc rồi chị ơi. Sọc 50 cho Quỳnh Hoàng. Rồi Thái mấy chị chốt giùm em luôn là vàng 50. Vàng cho em luôn 50 với 57kg ha. Chốt mở vàng 50. Vàng 50 với 57kg. Vàng 50. Rồi trắng cho em luôn 45 mấy chị. Trắng 45 ha. Trắng 45.000 với 58kg nè. Chốt mở trắng 45 nè. Trắng 45 mấy chị với 58kg. Trắng 45. Rồi lên cho em luôn mở đen 45 ha. Đen 45 mấy chị với 58kg. Đen 45 với 58kg này. Zara thun giấy nha. Mang thoải mái lắm luôn. Rồi một em sơ mi 75.000. Sơ mi 75.000. Vàng 50 chị Ngân Trần. Trắng 45 luôn cho chị Trang Hồng. Rồi sơ mi 75.000 với 55kg. Mấy chị chốt mã sơ mi 75. Ai lấy đen sọc chốt đen sọc giùm em nha. 65 nha. Đen sọc 65 cho Thùy Trang nè. Rồi đen này chốt mã đen 45. Mấy chị em đọc xong chị chốt đi vậy em mới giục được. Đen 45 mấy chị với 57kg ha. Chốt mã đen 45. Cổ phô bình thường 50 nè. Sơ mi 75 Trang Hồng nè. Cái này chốt giùm em đen 70 mấy chị. Có cổ phô bình thường. Đen 70 với 55kg ha. Chốt mở đen 70. Rồi tiếp nè. Chị Hiền Trào ơi đen bao nhiêu tiền chị? Cùng Minh không đâu biết đen nào đâu, quá trời đen nè. Đen bao nhiêu tiền nó chốt được chị ơi. Rồi tiếp cho em luôn á chị. Cam 45.000 với 55kg ha. Tay dài. Lê bầu luôn á chị. Cam 45.000 với 55kg ha. Chút mở cam 45. Rồi cái tim phong rộng này cho em luôn á chị. 45 mã tim 45. Tim 45.000 với 60kg ha. Dễ thương chưa. Tim 45 nha. Đen 45 mà chị Hiền Trà 50. Tiếp đó bên em gọi chút đơn chị ơi. Rồi trắng cho em luôn 65.000 với 55kg ha. Chút mở trắng 65. Trắng có cổ lọ mấy chị ơi, hở ngực nè. Trắng 65.000 nha mọi người. 2 với 55kg ha. Chút mở trắng 65 nè. Trắng 65. Rồi reo Boris Phone bình thường cho em luôn 65.000 mọi người ơi. Reo 65.000 với 55kg ha. Chút mở reo 65 nè. Trắng 65 đã chấp nhận nè. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị. Quá trời bệnh nè. Rồi xanh cho em luôn 45 mấy chị với 58kg. Chút mở xanh 45. Xanh 45.000 với 58kg ha. Chút mã xanh 45.
nè. Rồi nhận lên số không chị? Rồi cái đỏ này cho em luôn 50. Trời áo này lên hơi bị đẹp luôn mấy chế ơi. Em nói thiệt cái phôi này lên cưng lắm. Có bầu phía dưới nè. Rồi đỏ cho em luôn 50 với 55kg nha. Chốt đơn từ hai cái bất kỳ cho bên em đi đơn nha mọi người. Rồi đỏ 50 với 55kg với chị chốt mới đỏ 50. Đây số 5 cho Thùy Trang. Rồi chị Trang lên số đi chị. Rồi kiểu này cho em luôn 65.000 mấy chị có mít ngọt cho em luôn. Kiểu 65.000 với 55kg nha, chốt mở kiểu 65 nè. Rồi đỏ sọc 65.000 với 55kg mấy chị chốt mở đỏ. Chắc là chị Thùy Trang lên số chị. Rồi lên cho em luôn mở đỏ 65 mấy chị, đỏ này mua rip bình thường coi giãn nha, đỏ sọc. Đỏ sọc 65.000. Xanh 45 cho cô ba này. Đỏ sọc mấy chị 65.000. Trời ơi áo len nè. Len sọc Burberry cho em luôn 95. Sọc 95.000 với 57kg chút mà sọc 95. Ra kia bóc thêm áo chị đi em ơi. Đỏ 50 cho Phụng Nguyễn Sơn nè. Ở chỗ cửa đó còn gì bưng vô đây. Cái áo này mặc len xinh lắm mấy chị. Mang với quần ống lê hay là mang cái chân váy quần đùi cũng đẹp hết á. Cột có dây này lại nè. Cái này cột chỗ ngực cũng được, cột lên cổ làm yếm, cổ yếm cũng được mấy chị. Mẫu này xinh á. Kiểu 65.000 với 55kg ha. Chị nói nó kiểu thì chút kiểu cho em. Sọc 95 cho Lê Hiền Gá nè. Rồi đen cho em luôn 45.000 với 57kg ha. Chút mở đen 45. Đỏ 65 là đỏ sọc nè. Thùy Trang nè. Cái cục gì mà Thung Thái hôm qua mình sale 50 ấy em à. Có đem vô đây chưa? Đó đúng rồi. Ờ đúng rồi đúng rồi. Rồi đen 45 mấy chị với 57kg. Đen 45.000 với 57kg ha. Chút mà đen 45 nè. Đen 45 cho Nguyễn Kim nè. Rồi đen 45 em còn cái nè. Chị nói đen cũng đen 45 nè. Đen 45 em còn cái mấy chị ha. Áo ra vậy mát á. Sọc 95 em hết rồi. Rồi mặt cười cho em luôn 45.000 mấy chị với 58kg. Mặt cười 45.000 với 58kg ha. Chút mở mặt cười. Mặt cười mặt cười. Sọc 95 em hết rồi chị ơi. Đây lên mấy chị luôn một cái siêu phẩm áo Thái. Em còn có bao nhiêu thôi. Xem mấy chị luôn 50 nha. Vậy em nói mấy chị là nó đúng xịn luôn mấy chị. Rồi trắng này cho em luôn 50. Trắng cho em luôn 50 nha mấy chị ha. Dưới 58kg ha. Trời ơi mấy chị nhận cái chất áo đó mấy chị mê luôn. Dày mà đẹp lắm. Chị chắc nhận lên số đi chị. Rồi trắng cho em luôn 50. Trắng 50 nha mọi người. Trắng 50 với 58kg giùm em ha. Áo này chắc đúng bền luôn. Rồi đen này cho em luôn 50 mấy chị với 58kg nè. Chị nào lấy đen chút đen nè. Đen 50 với 58kg mấy chị. Rồi mã trắng 50. Chắc đúng mềm luôn á. Dày đẹp lắm. Rồi lấy vàng này chút vàng nha mấy chị ha. Rồi vàng cho em luôn 50 mấy chị dưới 58kg mã vàng nè. Thông Thái cực chất lượng luôn. Kệ còn có 7-8 cái bán luôn 50. Rồi hồng cho em luôn 50. Rồi hồng cho em luôn 50. Áo này cực kỳ xịn luôn. Em có hiện một câu là đúng xịn luôn á. Thái mà giờ em bán 50 ngàn thôi. Tại vì còn có 7-8 cái à. Trắng 50 chút nè. Thôi mấy chị nhìn cái màu cam là xuất sắc chưa. Rồi cam cho em luôn 50. Chị chấp nhận với lại chị Út Na lên số đi chị. Rồi cam cho em luôn 50 nha mấy chị dưới 58kg ha cam. Ai đâu Thái như chú nha mọi người nha. Đen 50.
50 chị Hằng Nguyễn nè. Vàng cho chị Tường Vi Nguyễn nè. Thêm một hồng luôn chị Út Na này. Chị Dọc Sương ơi, hết trắng rồi. Em còn một cam. Một cam màu vàng với màu đen thôi chị, 50 nha, hết trắng rồi. Hết trắng, hết trắng. Chị Út Na lên số đi chị. Hỡi mà cha. Hỡi mà cha. Rồi giờ lên cái gì ta? Cái khác đi cho mấy chị mua quần à. Rồi cam luôn nha chị Hằng Nguyễn nè. Rồi lên quần không mấy chị, quần không? Mua áo là mua quần đúng không? Đâu là ít quần nữa nha. Đây. Lấy cái gì ta? Hồng đen hả? Em coi thử. Áo này hết hồng rồi chị ơi. Bây giờ em còn màu vàng với màu đen được không? Em còn vàng đen 50 thôi chị Bạch Tuyết thôi. Mấy chị mua quần gì thì em để em like nè. Coi trong cái kia là cái gì đây? Bóc cái lộn xộn quần quần gì trong kia đây cho chị. Rồi áo này đẹp lắm mấy chị ơi. Chị Tương Bấy Nguyễn với lại chị chấp nhận lên số chị. Áo này còn có 3-4 cái à. Rồi trắng. Trắng cho em luôn 65.000 nè. Áo này đúng đẹp luôn, còn có 3-4 cái thôi mấy chị. Trắng cho em luôn 65.000 mấy chị ha, kiểu phía dưới dễ thương không? Trắng 65.000, cái này áo Boris giùm em mấy chị. Trắng 65 đen 65 này dễ thương chưa? Trắng 65 kem 65 nè. Trắng 65 đen 65. Kẹp tóc có không chị ơi? Kẹp tóc có 5.000 một cây. Một kẹp tóc có nha, 5.000 một cây, ai đó kẹp tóc thì chốt. Quần lách ghi rồi cái gì quần tùm lum tùm la nè. Chị nào lấy thì chốt nè. Quần lộn xộn quần đi. Rồi quần năng mông mấy chị CM 75.000. Quần năng mông CM cho em luôn 75.000. Ai đó quần năng mông thì chốt mấy chị. Này lấy kia năng mông vải xịn luôn CM nha. CM này là 46-50kg mấy chị mang được. Rồi ai lấy quần năng mông thì chốt mấy chị CM nha, 46-50kg 75.000. Còn hai cái quần năng mông nè. Rồi quần năng mông 75 mấy chị CM còn hai cái. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, quần da CM nè, siêu đế cao coi giả nha 50. Quần da CM cho em luôn 50 mấy chị, ai nói quần da CM thì chốt nha 50. Coi giả siêu đế cao cho mọi người luôn. Quần da CM 50. Đen 65 cho Út Na nè, áo đúng không? Áo này đẹp lắm, chắc Boris kiểu phía dưới nữa. Rồi thể thao có bao, có sọc, có túi giùm em luôn 45 đi. Thể thao 45.000 với 55kg mấy chị, chốt mã thể thao 45. Thể thao 45.000 với 55kg ha, chốt mã thể thao 45. Thể thao 45 giùm em mấy chị ơi. Rồi này chốt giùm em luôn mã quần ôm 45 nè. Quần ôm 45.000 với 55kg mấy chị, chốt mã quần ôm 45 giùm em ha. Quần ôm 45, cái này coi giảm có túi nha. Quần ôm 45.000, lấy hai kẹp cho thấm nhau thôi. Kẹp thì đang kẹp đó hả? Rồi quần ôm 45.000. Chốt mã quần ôm 45. Chị, lấy cái kẹp đứng chị Nhi đang kẹp bấm mình đánh hai cái thôi nha. Cái ba bên chui á. Bên kia sao á? Bên kia này là cái kẹp màu trắng á. Rồi chị nào lấy quần ôm chút giùm em mở quần ôm 45. Đúng rồi,
À nó quần ôm nữa không các chị ơi, 45.000 cái nha. Coi giảm 55kg lại qua mang vừa có sọc có túi nè. Quần ôm 45.000, à nó quần ôm, cái quần ôm nè. Cái là có cái quần kiểu gì bên đó không em? Dạ không chị. Thôi quần riêng bính, xách cái ri quần riêng bính ở đây chị xe luôn cho nó ghét cái mã đó coi. Bính còn cục với nó kìa. Đó. Rồi đây cho em luôn quần riêng bính đó chị, còn size có size M này. Rồi quần riêng bính đó chị, hai đấy cao dễ thương lắm, bán với chị luôn 55.000 đi, còn size có size M. Rồi lên cho em luôn rin rin mấy chị, set với set với CM 55.000. Thể thao 45 chị cô ba này. Rồi quần rin bánh đáy cao giùm em nha, dễ thương lắm. Cô ba 55.000 mấy chị, set với CM ha. Ai nói quần rin bánh thì chốt nè. Cây bóc chị mấy nguồn sọc đùi luôn. Rồi cái gì mà phòng phòng quần phòng phòng gì đó. Quần ngố thun cho em luôn mấy chị, 55.000 40 đến 60kg nè. Ngố thun có hai túi hai bên nha mấy chị, 255.000. Rồi này chốt giùm em luôn mấy chị, ngố 55.000 40 đến 60kg, hai chốt mở ngố 55. Mặt em mới đi lễ mụn vậy nó nhìn nó từ lưa hết trơn á. Quần đông mâm có túi trước sau không? Phía sau có túi. Ơi từ từ để em coi. Quên mất. Quần đông mâm là có túi phía sau nha chị ơi. Mấy chị bấm theo dõi trang bay đi ha, khi nào like nó hiện thông báo cho mọi người nha. Rồi quần kaki này em còn một cái mấy chị, 35.000 thôi, có túi hai bên mặt nhà rồi cũng sướng lắm nè. Rồi quần kaki này cho em luôn 35.000. Dưới 55kg mấy chị ha, về có túi hai bên nè. Quần kaki mặt nhà cho em luôn 35.000. Rồi mã Gucci CL này cho em luôn 95 mấy chị quần rinh nha. Gucci L cho em luôn 95.000. Gucci L cho em luôn 95.000 CL. 50 đến 55kg mấy chị mang được. Rồi bạc lờ cho em luôn 95. Bạc lờ cho em luôn 95.000 mấy chị, chốt mã bạc lờ nè. Bạc lờ 95.000. Hai quần năng bông luôn, thấy hoa tạ này còn đúng hai cái luôn á. 75.000 quần. Đó này chốt giùm em đúng chị, quần này giờ mọi người mang thịnh lắm. Quần mặc lên nó phồng phồng mà đấy cao đó mấy chị. Chốt giùm em luôn mã đen 79 ha. Đen 79.000 cái 55kg mấy chị, cái này đáy cao dễ thương lắm. Rồi đen 79 giùm em 2-57kg. Rồi còn một em quần đuổi mặt nhà này. Quần da 50 chị Nguyễn Phượng này. Rồi cái quần đuổi này mặt nhà mấy chị cực kỳ mát. Rồi đen cho em luôn quần đuổi 45. Quần đuổi 45. Đen 79 cho Tâm Thi. Kaki 35 chút na. Còn gì bán lại mấy chứ. Rồi đuổi 35.000 đi, mặt nhà sướng lắm. Đuổi 35.000 mấy chị với 57kg ha, chút mới đuổi 35. Rồi này chốt giùm em luôn quần hai màu. Rồi lên cho em luôn là quần hai màu nha mấy chị, size L. Quần hai màu size L giùm em đúng chị, cái này co giãn nha 101. Quần hai màu size L nha mấy chị, co giãn 101 này. Rồi Gucci size M giùm em luôn mấy chị 95. Gucci size M cho em luôn 95 chắc rinh nha. Gucci M 95. Rồi hai túi size L giùm em luôn mấy chị, hai túi size L. Cái này coi giỡn giùm em luôn 101 nè. Hai túi size L cho em luôn 101. Hai túi size L 101.
Ở trong kia còn quần năm mâm cho nó không? Dạ không. Chị thấy còn hai con cái gì rớt để lôi nữa mà. Đi hôm qua nhìn thấy con có. Cổ hả? Áo cổ phong bình thường hay là crop tối hay sao? Áo gì đây trời, con còn yêu thương nè. Trời ơi, áo này đẹp quá chị ơi, một ri một luôn á. Bệt vai mấy chị ơi, xin dạ mang luôn. Rồi vàng cho em luôn 65 ngàn mấy chị, với 55 kỷ ha. Chúc mọi vàng 65 nè. Vàng 65.000 với 55kg mấy chị ơi, lấy vàng chút vàng 65 này, áo dài tay bệt vai đóng thùng dễ thương lắm ấy. Vàng 65 mấy chị nha. Vàng 65.000. Rồi cam cho em luôn 65 mấy chị, chút mở cam 65 này bệt vai nè. Cam 65.000 với 55kg mấy chị, màu trắng màu đen. Bệt vai này mua riết giùm em nha mọi người ha. Đóng thùng cái chân váy mấy hùng loe được cưng lắm. Rồi trắng cho em luôn 65. Chị nào lấy trắng chút mở trắng 65 nè. Trắng 65 ngàn với 55kg ha. Mở trắng 65. Áo của cổ thì còn màu đen nè. Áo của cổ thì còn màu đen 70 nè em ơi. Màu đen màu trắng. Áo khoác cổ còn hai màu trắng đen 70. Cái này body form bình thường ha. Body form bình thường trắng đen 70. Hai áo khoác cổ thì chốt cho em này trắng đen 70. Em xem Gucci CL đi. Gucci CL. Đây. Rồi Gucci CL này, Gucci CL này cho em luôn 95. Gucci CL cho em luôn 95 nha. Ai đó Gucci CL, chú Gucci CL cho em luôn 95 ngàn nè. Gucci CL cho em luôn 95 ngàn. Rồi vết tẩy lông dùm em luôn 50. Chị nào lấy chốt nè mấy chị ơi. Vết tẩy lông, lông chỗ nào là tẩy hết lông chỗ đó nha. À, 65kg hả chị Út Nguyễn ơi. Rồi vết tẩy lông giùm em luôn 50. Chị nào lấy vết tẩy lông thì chốt giùm em ha, 50.000 nha. Vết tẩy lông 50. Đưa đưa chị cái đó đi. Vết tẩy lông cho em luôn 50. Hai chai luôn. Rồi tẩy tế bào chết mấy chị, tẩy tế bào chết cho mặt 50 nè. Tẩy tế bào chết body cho em luôn 50. Chị nào lấy chốt ha, xuất sắc luôn. Tẩy tế bào chết body 50, tẩy tế bào chết cho mặt 50 ha. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Màu đen cho Trần thì tôi xin để có đơn nè, 70 nè. Rồi chị nào lấy tẩy tế bào chết mặt hoặc body thì chốt 50 ngàn một tiếp mấy chị. 52kg ok chị Út Nguyễn nè. Một cam một vàng nè. Mua xì lời 95 cho Sam Nhu Mì nè. Ai lấy vết tẩy lông thì chốt mấy chị, vết tẩy lông 50 ngàn. Tẩy tế bào chết cho mặt body thì 50 ngàn một chai ha. Chị nào lấy thì chốt luôn. Tẩy tế bào chết hai chai luôn. Cho Yến Nhi nè, lấy số đi bạn ơi. Mặt 50, body 50 ha. Chị nào lấy chốt. Nếu chị ít còn chảy đi em ơi. Còn chảy cho kem mới răng rồi cho chị luôn. Rồi chế nào lấy của Trang đang đeo thì chốt đó chị. Của Trang đang đeo một set 50 cái 69 ngàn nha. Rồi áo trắng này cho em luôn 50 với chị với 55kg nè. Của mình hồng 50 với 55kg, mã hồng 50. Rồi đen 50 với 55kg ha. Chị nào lấy đen chút đen. Cái này lây bầu, của vua lây bầu dễ thương lắm.
Rồi trắng 50 với 55kg mấy chị, ai lấy trắng chút trắng. Trắng đen hồng, áo này mang cực kỳ xinh. Dưới 55kg giùm em nha mọi người nha. Chị còn viên nghệ không còn luôn, lấy viên nghệ cho chị luôn một hộp chuột xuống đây cho mấy đứa nó đớt đây nè. Hồng 50 chiến nhi nè. Áo kiểu nó mang hơi bị xinh. Rồi lên cho em luôn bàn chảo thang tre mấy chị, 32.000. Cuối like rồi em bán mấy chị 5.000 thôi hả. Rồi bàn chảo thang tre cho em luôn 5.000 một cây nha mấy chị ha. Lông cực kỳ mềm, xài bền, xài em lắm, có 5.000 một cây thôi. Chế nào lấy bàn chảo thì chốt liền cho em nhi, 5.000 một cây bàn chảo. Gọi là sao, quá rẻ luôn mấy chị, không phải là rẻ nữa. Rồi bàn chảo thang tre 5.000 một cây, chị nào lấy bao nhiêu cây lên số lượng liền cho em nha. Rồi hộp nghệ nè em ơi, nghệ này bây giờ sale cho mọi người luôn nè, một hộp nghệ nửa ký 40.000. Chị đâu có tử nè, ở chua này đẹp da này, giảm cân nha mấy chị ha. Đó. Rồi nghệ nửa ký 40. Ai đó không nghệ chứ không nghệ. Hai bàn chảo thấm nhô nè. 10 bàn chảo cho Mai lên. Rồi lựa thêm đi đơn nha. Rồi ai lấy bàn chảo nó chốt liền đi mấy chị. Cái này là hàng cần thiết luôn á, mua để nhà. Khi nào mình cần thay thì mình thay, có khách hứa gì đó. Rồi bàn chảo thân tre 5.000, chế là lấy ủng hộ luôn giùm em nè. Rồi lên cho em luôn kem soda mấy chị, kem soda trắng răng nè, thơm miệng nè, em bút chân răng nè, chảy máu chân răng nè. Đó. Rồi lên cho mọi người luôn bằng kem máy răng 100.000 ba tiếp. Em bút chân răng, chảy máu chân răng, hôi miệng mấy chị, vật cực kỳ sạch luôn, 100.000 ba tiếp kem máy răng. Rồi 40 chảy. 40 chảy cho giọt xương nè, cho chị thùng nữa em. 4 nè. 6 8 nè. 10 nè. 10 bàn chải cho Xuân Thanh nè. 10 bàn chải luôn cho chị Sam Nhu Mì nè. 4 nè. 10 nè, Sam Nhu Mì 10 bàn chải nè. Bàn chải rẻ hồ mà. Rồi một hộp nhẹ luôn cho Sam Nhu Mì 40 nè. Hai bàn chải cho Tâm Chi nè. 4 bàn chải cho Ly Ly nè. Cái này có đơn hết rồi nè. Rồi đấy bằng chả nó chốt thêm nha mấy chị, có 5.000 một cây thôi, mua vài cây về sử dụng mọi người. Về sử dụng thử thử có xuống hay không nha mấy chị nha. Có 5.000 một cây thôi. Rồi chế nào lấy bằng chả chốt thêm. Kem mới răng thì 100.000 ba tiếp nha mấy chị ha, siêu sạch luôn. Trắng răng, thơm miệng, em bút chân răng, chảy máu chân răng, xài rất là ok. Rồi 10 bằng chả luôn cho chị chơi đi thỏ lên số liền đi chị ơi. Mấy rồi? 6, 8, 10 rồi. Thôi lại thấy quen trăng. Rồi ai lấy bàn chải chút thêm giùm em nha. Em lấy chị đều giấy gấu ướt sơn, giấy gấu trúc xuống đây. Chị lấy đến số đi chị. Bàn chải thang tre 5.000 một cây, chị nằm vào sau để chút thêm nha mọi người. Mình mới về sửa tắm gì ta, bóc sữa tắm dê ở đây cho chị luôn. Rồi lên luôn mấy chị ơi, giấy gấu trúc 6.000 một cục, 300 tờ mấy chị, cắt giấy dai không có đứng ba bi nha mọi người, xài rất là thích luôn. Đó, giấy gấu trúc giùm em một cục 6.300 tờ. Chị nào lấy giấy gấu trúc thì mấy chị chốt liền giùm em nha. Giấy gấu trúc 6.000 một cục 300 tờ. Chị đang mua khẩu trang thì nhắn tin riêng giùm em đi mấy chị, em gửi hình cho. Cuối live em xem mấy cái mẫu nào mà còn ít hay gì là em bán lại cho mấy chị luôn, dồn đơn đi luôn lần. Rồi giấy gấu trúc giùm em 6.000 một cục 300 tờ, chắc giấy da mà không có đúng với ba bi nha mọi người, đi đâu đi làm đi ơi bỏ túi xách cái đồ đó tiện lợi nha, mình sử dụng hay là lau mặt lau đồ nước nó cũng ít vữa đó mấy chị, chắc giấy da đó. Rồi giấy, ai lấy giấy trúc giấy ha, 6.000 một cục 300 tờ. Rồi lên cho em luôn mấy chị một siêu phẩm sữa tắm gel 1200ml, chai này là giá của nó là 120.000 nha mọi người. Chai này là sữa tắm gel mà chai to mấy chị, 1200ml to cho bá luôn. Rồi hôm nay em tri ân với mấy chị luôn 40.000. 40.000 một chai sữa tắm gel như thế này mấy chị ơi. Thơm này dễ chịu mấy chị, thậm chí cái mùi thơm nên khi mấy chị chà nhà vệ sinh nó vẫn thơm. Chà phòng tắm nó vẫn thơm mấy chị, tại vì giá thành nó có 40.000 một chai nữa, nó tiện lợi nữa. Vừa tắm thơm vừa chà vệ sinh trong phòng tắm nó cũng được nữa. Rồi lên cho em luôn sữa tắm 40 kèm số thọ chút đơn mấy chị, ít lắm, có mấy chai thôi. Body 50 cho Huỳnh Duy. Chị lên áo màu cam sữa em xem. Sữa nào ta?
Sữa tắm dê 40 ngàn mấy chị chốt liền cho em nhé. Sữa tắm dê 40 ngàn chốt liền mấy chị. Rồi dê cho Cherry Thảo nè. Thấm nho nè, 5 giấy luôn cho Yến Nhi nè. Dê luôn Trâm Thiên nè. 120 ngàn mấy chị, 1.200 ml. Hôm nay khi ăn cuối live cho mấy chị chỉ có 40 ngàn thôi. Em nói thiệt với mọi người luôn là nó quá xá rẻ luôn á. Rồi lỡ rồi mua về nghĩ dành xài mấy chị, 40 ngàn cha to cho bá luôn. Rồi lấy sữa tắm dê thì chốt liền giùm em nha. Hai giấy của chốt hai bịch cho My Tiên Trần. Rồi sữa tắm 40 ngàn một chai, 1.200 ml, to ơi là to luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt nha mấy chị. Đặt hàng lên số điện thoại là có đơn à. Sữa tắm dê 40, sữa tắm dê cho em luôn 40. Sữa tắm dê 40, Phụng Minh lên số điện thoại có đơn nha. Rồi Trường Minh nè, Hoàng Nguyễn lên số đó chị ơi. Huỳnh Máy nè, Su Đi Lùng nè, Linh Khánh nè, Giọt Xương nè. Sữa tắm 40 kèm số điện thoại chốt đơn cho em luôn mấy chị. Ai lấy sữa tắm cho sữa tắm 40 ngàn, to muốn xỉu luôn. Rồi nước hoa Victoria Body cho chị luôn đi. Còn mấy chai bán cho hết luôn. Còn nhiều không? Cái gì vậy má? Ai lấy sữa tắm, sữa tắm nha. 40 ngàn, to mà cho muốn xỉu. Sữa tắm luôn cho chị Heo Kenly. Sữa tắm cho chị Ngô Hương. Rồi lên tiếp mấy chị luôn siêu phẩm nước hoa xịt body nè, thơm giả mang thơm nè. Rồi cái này là nước hoa xịt body mấy chị Victoria giùm em luôn, cực kỳ thơm luôn, hương được 3 đến 4 tiếng đó. Ở trên cái thùng chị thấy không, cái thùng một cái chữ màu đỏ đó. Còn mấy trang máy chai nữa. Chị lấy em máy chai sữa tắm đi nha. Rồi 3 giấy luôn cho Tường Vi Nguyễn. Sữa tắm cho chị Dương Lên. Sữa tắm có 4 ngàn chai hả? Mua về để dành xài thơm lắm. To nữa lợi đúng không chị? Gia đình xài đều được luôn. Rồi lên cho em luôn nước hoa Victoria xịt toàn thân bán với chị luôn 35 ngàn. Chén ghi tới giấy thì ghi giấy vô nha. Bớt mấy cục giấy luôn giùm chị đi. 6, 7, 10 cục. Rồi nước hoa 35 ngàn một chai cho em luôn mấy chị. Xịt cả body, xịt trong tủ đồ cũng được nữa mấy chị. Xịt phòng cũng được nữa. Có 35 ngàn thôi mà 75 ml. Úi dồi ôi xài phê luôn. Rồi nước hoa 35 ngàn kèm số thợ chốt đơn giùm em nha. Thơm lắm, mua thử chai gì xài 35 ngàn tới đâu mấy chị. Nước hoa 35 ngàn kèm số thợ chốt đơn giùm em. Ai lấy nước hoa chốt giùm em luôn bả. Nước hoa 35 ngàn giấy 5 cục luôn cho chị Ngô Hương. Nước hoa cho chị Linh Khánh. Đặt hàng lên số mới có đơn được nha mọi người nha. Chốt đơn trên 100 ngàn cho bên em đi đơn luôn mấy chị. Thanh Nguyễn Trường Minh lên số đi chị. Trường Minh có đơn rồi. Thanh Nguyễn 0396. Rồi chị nào lấy có nước hoa nó chốt thêm 35 ngàn về xài. Bớt cho chị cái dưỡng thể cho chị em. 0396. Dưỡng thể hồng thì còn mày cha bưng xuống đây. Đó đúng rồi chị. 0396225830. Mua thử cho nước hoa về xài đi, thơm nó thiệt luôn á. Rồi dưỡng rồi dưỡng thể này còn tầm khoảng 5-6 chai thôi. Rồi dưỡng thể hồng, trời ơi cái dưỡng thể này này mấy chị nó hết rần rần luôn á. Rồi lên cho em luôn dưỡng thể này, trắng da này, giữ ẩm cho da mấy chị, cấp nước cho da mấy chị, và đặc biệt là mềm mịn da cho mấy chị luôn ha, tươi sáng da cho mấy mọi người luôn. 45 ngàn lên cho em luôn mã dưỡng thể 45 kèm số thợ chốt đơn giùm em. Dưỡng thể này còn mài tiếp thôi. Dưỡng thể 45 ngàn kèm số thợ chốt đơn giùm em luôn mọi người. Chị nào xài cái dòng dưỡng thể đó mấy chị biết luôn nè, thơm cực kỳ luôn, mùi thơm của nó thơm lắm mấy chị. Cái này dưỡng thể đó mấy chị đi chơi xong mấy chị thoa một lớp lên khỏi xịt nước hoa luôn cũng được, nó thơm lắm. Rồi lên cho em luôn mấy chị dưỡng thể 45 ngàn kèm số thợ chốt đơn. Đây đây đầy đủ nó khỏi lấy. Rồi dưỡng thể 45 kèm số điện thoại chốt đơn cho em. Hoàng Nguyễn gì đây chị, ghé lấy nha em hả. Rồi dưỡng thể 45 ngàn mấy chị, trời mà nắng nóng thế này một tuần mấy chị dưỡng thể giùm em 2-3 lần. Dưỡng thể nó khác dưỡng kem body nha mấy chị nha. Dưỡng thể này nè, cách
ẩm da cho mấy chị, da chị nào bị khô á, bị da rắn á, hoặc là da chị nào bị vấn đề mà xài kem body không thấm á mấy chị. Đó, một tuần mấy chị cấp dưỡng da cho da của mình nó mềm mại cho mấy chị ha. Đó, để mình xài kem body cho nó thấm rồi này kia, 45.000 thôi, có ít lắm. Cái này đầu năm em chưa nhập hàng đâu, còn rất nhiều ít. Rồi, dưỡng thể 45 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em ha. Dưỡng thể 45.000 kèm số điện thoại chốt đơn nha. Ai lấy dưỡng thể chốt giùm em, mà dưỡng thể cho chị cái nước hoa vùng kính luôn em ơi. Trường Minh có số thì ghi lại luôn nha. Dưỡng thể cho bé Quyên, dưỡng thể cho chị dột xương. Đem dưỡng thể email nha chị đẹp ơi. Ai lấy dưỡng thể chốt giùm em, mà dưỡng thể rồi tiếp cho em luôn một cái siêu phẩm á chị. Một siêu phẩm này là nhức nhó con người luôn mà bán quanh năm luôn á chị. Bán mà mấy chị chỉ có mê mẩn cái sản phẩm này thôi. Dạ không, giấy với lại sữa tắm đủ thôi. Cái gì đó dưỡng thể hả? Nó dưỡng thể đủ rồi nè. Dưỡng thể đủ rồi. Đủ rồi em. Rồi lên cho em luôn á chị. Bỏ cái giấy vô. Trời ơi, cái này nè cần thiết lắm nha. Trời ơi mấy chị ơi, đây gọi là gì mấy chị? Nước hoa vùng kính. Nước hoa vùng kính nha mọi người ha. Cái này mấy chị xài body ở ngoài cũng được, không phải nhất thiết xài vùng kính đâu. Rồi lên cho em nước hoa vùng kính với mấy chị. Bữa nay vừa bán vừa tặng cho mọi người nè, 45.000 lọ. Nhỏ như thế này thôi mấy chị, nhỏ nhưng mà có vỏ đó mấy chị. Thơm lắm và thơm sexy luôn. Rồi lên cho em mọi người ơi, nước hoa vùng kính. Cái gì đây? Đen cổ trắng. Rồi nước hoa vùng kính giùm em luôn 45.000 lọ. Mấy chị chỉ cần chốt cho em là nước hoa 45 thôi là được rồi, không cần ghi vùng kính cho nó cho anh dài dòng. Nước hoa 45.000 chị nào lấy chốt nha. Nước hoa vùng kính 45.000 mấy chị, thơm sexy lắm luôn. Nước hoa vùng kính cho em luôn 45.000, chốt mã nước hoa 45. Ai lấy nước hoa chốt giùm em mã nước hoa 45 nha. Rồi nước hoa cho em luôn 45.000. Nước hoa vùng kính, nước hoa vùng kính. Đem cho chị có serum râu má ở đây. Tấm trắng chanh còn 2-3 hộp ở trên là đem nó ra cho chị luôn. À, dù cái tấm trắng chanh ở trên dục xuống đây cho chị. Nó đâu có bể đâu. Còn mấy hộp? 3 hộp phải không? Rồi lên cho em luôn sữa tắm, quên lộn, tấm trắng chanh. Rồi tấm trắng body giùm em luôn mấy chị nha. Tấm trắng này còn 3 hộp thôi. Tấm trắng lemon này cho em luôn mấy chị. Trong hộp này nó có 3 set, mấy chị tắm được 2 lần. Rồi tấm trắng chanh mấy chị, gọi cái này là cắt tóc luôn nha mọi người ha. Rồi em bán nhanh cho mấy chị luôn, cái này em còn có 3 hộp thôi, 40.000. Tấm trắng body 40.000 giùm em đó chị. Chanh là mấy chị biết rồi. Em nói thiệt với mấy chị luôn là tẩy ngay đằng đầu mấy chị sử dụng luôn. Trắng liền luôn mấy chị, ngay tông rẳng luôn. Nước hoa nè, màu xanh đó chị. Nước hoa 45 ngô hương nè, nước hoa da tường vi nè, nước hoa da dột xương nè. Ai lấy nước hoa 45 thì chốt, ok chị Dương lên nha. Khăn ướt có luôn chị ơi. Lấy cho chị khăn ướt luôn em. Khăn ướt lấy màu vàng đi, vàng đi, lấy vàng đi. Rồi lên mấy chị tấm trắng 45.000, hai em còn 3 hộp, em tặng cho ba chị xài thử thôi. Tấm trắng body. Một tuần mấy chị tắm giùm em luôn 2 lần rồi đánh kem body lên cho em ha, còn 3 hộp tặng cho ba chị lên hết luôn á. Rồi tấm trắng 45 nếu mấy chị còn đúng 3 hộp thôi. Giờ có mấy chị đặt nhiều cũng không có luôn á. Rồi lên cho em luôn serum dâu má mấy chị ơi. Serum hết hành hợp bây giờ luôn nha. Cấp ẩm cho da và dành cho da mụn. Rồi lên cho em luôn mã serum rau má này đi mấy chị. Một chai này mấy chị xài được 2-3 tháng á. Rồi một lần mình dỗ có mấy giọt hà. Rồi serum dâu má cho em mấy chị giữ ẩm và trị mụn, dành cho da mụn được nha. Serum này bán cho mọi người luôn ha. 75.000 đi. Rồi serum này cho em luôn 75.000, còn vài chai thôi. Serum 75.000 kèm số điện thoại chốt đơn, căng cơ da mặt này, giữ ẩm cho da mấy chị và cái này dùng cho da mụn hả? Rồi serum 75.000 kèm số điện thoại chốt đơn cho em. Serum 75.000 kèm số điện thoại chốt đơn mọi người. Ai lấy serum chốt serum 75. Serum rau má 75.000 luôn. Serum rau má cho em luôn 75.000, chốt mã serum rau má. Đây. Đây khăn ướt đây chị ơi, chị hỏi khăn ướt đâu? Khăn ướt là 25.000 cục. 1.000 tờ, chị nào lấy 5 cục em tính giá sỉ cho 17. Rồi khăn ướt giùm em luôn 5.000 một cục. Cái này là cho Barbie xài được luôn mấy chị, không mùi nha. Đó, nước vừa phải nha mọi người nha, xài rất là êm. Và không kích ứng Barbie đâu. Một cục mua lẻ 25.000, chị mua 5 cục em tính sỉ cho 17.000.
Rồi giấy ướt, chốt mã giấy ướt giùm em luôn mọi người. Rồi giấy ướt, da dầu xài bình thường chị ơi, cái này là dùng cho da hỗn hợp luôn á, không vấn đề gì nha chị nhé. Rồi em nghĩ nha mọi người ơi, chị nào có đơn giữ máy thì bên em gọi điện chốt đơn nha. 5 giấy út luôn cho bé Huy. 5 bịch tính cho 17. Cục này là 1000 tờ nha mọi người. Một bịch là 1000 tờ. Cái này mấy chị lông mặt thôi đồ luôn, không bị kích ứng đâu, tại vì dùng cho Barbie được. Rồi chị nào lấy khăn ướt thì chốt nha. Nếu mà lấy 5 cục thì em tính cho mấy chị là 25.000. À, lấy một cục là tính 25.000, mà lấy 5 cục là em tính cho mấy chị 17.000. Khăn ướt thì bây giờ ai cũng xài ấy, chứ không phải là riêng là em bé mới xài đâu. Như em nè, mình lau tay, lau đồ, lau mặt luôn đó. Một bịch cho Kim Cúc Nguyễn, 5 cục cho My Tiên Trần. Khăn ướt thì là một bịch thì 1.000 tờ chị, là 25.000 một cục, nhưng mà chị đã mua 5 cục đem tính cho 17.000. Rồi em nghĩ nha mọi người ơi, hết đá rồi mấy chứ. Dạ rồi, giữ máy thì chị bên em gọi điện chốt đơn luôn, gọi điện giờ cho đến 7 giờ tối nha. Đơn nào mà chưa gọi kịp thì sáng mai bên em gọi tiếp nha. Số đơn chốt đơn là 3394 với lại 0579 giùm em nha. Chị nào có bận thì thấy số đó thì có nhá nhá lại giùm em nha mấy chị đẹp. 3394 với 0579 giùm em nhé. Rồi bye bye mọi người. Rồi mấy chị ơi, bấm cho em một cái nút gọi là theo dõi trăng bay đi mấy chị, để khi nào mà em like nó hiện thông báo qua cho mấy chị luôn, khỏi phải chờ gì hết ha. Rồi em đi nghỉ nha. Bye bye. Hai hộp của cho em bé 10 cái một hộp nha, bé 1 tuổi 2 hộp cho Kim Quốc Nguyễn nữa. Hai hộp em bé một hộp 25.000 nữa. Rồi em nghỉ nha mọi người ơi. Chị Đinh đang em thấy rồi chị, có lấy thêm thì chốt nha. Trời ơi, đem của Trang mà like lần 3 tiếng rưỡi là em muốn xỉu không. Bye bye mọi người nha, chúc mấy chị sức khỏe hết nha mọi người ơi. Bấm theo dõi trăng bay đi mấy chị, bán đồ rẻ lắm, thiệt luôn ấy.